Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1416, người nghĩ đơn giản vậy sao? Không đợi Cát sư đệ tiếp tục lên tiếng, Quan Kiếm Hùng đã nói thêm. Ta rất thích chỗ này, nơi đây có thức ăn, có trang phục, có nữ nhân. Có những thứ ta thích, thế giới này rất tân kỳ, có tivi, máy tính, rất thần kỳ, so với pháp khí của thế giới chúng ta còn thần kỳ hơn. Đến đây khá lâu và ta đã thích ứng và hưởng thụ ở nơi này, Cát sư đệ, người trước này rất tốt với ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo ta đảm bảo tất cả thời gian ngươi sẽ rất thoải mái, ta có gì ngươi có đó, chúng ta có thể cùng đi cướp nữ nhân, cướp tất cả những gì chúng ta thích. Cát sư đệ hình như bị những lời của Quan Kiếm Hùng làm cho có chút động tâm, nhưng hắn vẫn có chút do dự. Nhưng, Quan sư huynh, nhiệm vụ của sư tôn thì làm sao? Nếu không tìm ra được Nguyệt sư tỷ, sợ rằng sư tôn sẽ đến tìm chúng ta. Cát sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Quan Kiếm Hùng lắc đầu. Ngươi thật sự cho rằng sư tôn sẽ ký thác hy vọng tìm được Nguyệt Thanh Nhã lên người chúng ta sao? Cát sư đệ chợt ngây người. Sau đó hắn dùng giọng không quá khẳng định để hỏi. Quan sư huynh, anh nói vậy là có ý gì? Sư tôn mất 20 năm để chữa pháp trận kia chính là muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã quay về, vì vậy có thể thấy sư tôn coi trọng Nguyệt Thanh Nhã kia như thế nào, mà ngươi cảm thấy sư tôn trả giá nhiều như vậy, sẽ kỳ vọng vào chúng ta sao? Quan Kiếm Hùng cười lạnh một tiếng, có thể thấy hắn cũng thật sự không quá tôn kính sư tôn. Nhưng, quan sư huynh, sư tôn phái ra 12 đệ tử xuất sắc nhất. Cát sư đệ không nhịn được phải phản bác. Xuất sắc nhất. Quan Kiếm Hùng cắt ngang lời quan sư đệ, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương. Này Cát sư đệ, người đúng là có tự tin, người thật sự cảm thấy mình là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Phiêu Miểu Tiên môn sao? Người gia nhập sư môn vài chục năm mà bây giờ chỉ là kim đan sơ kỳ, trong bổn môn không có 1000 thì cũng là 800 đệ tử có tu vi như vậy. Quan sư huynh, tất nhiên ta không phải là đệ tử xuất sắc nhất. Nhưng cơ sư tỷ rõ ràng là xuất sắc nhất, bọn ta được đưa đến đây, không phải cũng được sư môn coi trọng à. Cát sư đệ không nhịn được phải phản bác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa lần này trong số những người phái ra dù kể cả quan sư huynh cũng có 4 cao thủ nguyên anh kỳ, mà trong Phiêu Miểu Tiên môn chúng ta thì cao thủ nguyên anh kỳ cũng không có nhiều. Cơ sư muội có thể nói là thiên tư hơn người, ngoài Nguyệt Thanh Nhã năm xưa, căn bản khó ai có thể vượt mặt. Quan Kiếm Hùng khẽ gật đầu. Nhưng này Cát sư đệ, ta đã ở sư môn khá lâu, còn lâu hơn ngươi, vì thế mà biết suy nghĩ của sư tôn cũng không đơn giản như vậy. Lúc này ông ta sở dĩ chọn 12 người, chỉ sợ là có nguyên nhân khác, cũng không phải thật sự tìm Nguyệt Thanh Nhã. Quan Kiếm Hùng dừng lại một lát rồi khẽ hừ một tiếng. Hừ, 12 đệ tử xuất sắc nhất, lời này lừa gạt Cát sư đệ thì có thể, nhưng ta thật sự không tin. Nếu ta đoán không sai thì chỉ sợ nhóm chúng ta là 12 đệ tử lưu vong của ông ta mà thôi. Cái gì? Vẻ mặt Cát sư đệ chợt biến đổi. Điều này sao có thể? Cát sư đệ, chỉ cần sau thời gian nữa ngươi sẽ hiểu. Quan Kiếm Hùng cười cười, sau đó hắn đứng lên. Được rồi, Cát sư đệ, ta còn phải đi hưởng thụ người phụ nữ trên lầu, nếu ngươi tình nguyện thì có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Quan Kiếm Hùng nói xong thì đi lên lầu. Mà âm thanh rên rỉ bắt đầu truyền đến. Sáng sớm hôm sau, đã lâu không được ngủ một giấc an ổn như vậy. Hạ Thiên chợt mở to mắt, hắn lẩm bẩm nói, sau đó hai cánh tay phân biệt ve vuốt hai bên, cảm nhận những bộ vị co giãn kinh người của Mị Nhi và Mộc Hàm. Sắc lang, Mị Nhi khẽ mắng một câu, sau đó nàng ngồi dậy từ trong lòng Hạ Thiên. Chồng, nơi đây là trường hợp công cộng. Mộc Hàm cười quyến rũ. Nàng dùng cặp môi đỏ mọng để hôn Hạ Thiên, sau đó cũng ngồi lên. Trời sáng rồi, chúng ta về phòng thôi. Các người đi đi, tôi đi ăn sáng. Mị Nhi nói và muốn chạy đi, nàng cũng không muốn bị Hạ Thiên ăn sạch, nàng thấy cứ để hắn ăn Mộc Hàm thì hay hơn, vì dù sao thì Mộc Hàm cũng thích được ăn. Nhưng Mị Nhi còn chưa kịp chạy thì cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, đã bị Hạ Thiên ôm lấy. Vợ Mị Nhi, trước khi chưa tìm ra tung tích của người phụ nữ Nam Cung Yến, chị không được rời khỏi tôi. Hạ Thiên lần này nói mang theo hương vị không thể từ chối. Mị Nhi định phản đối nhưng há hốc miệng mà không nói lời nào. Chồng, tôi về thay quần áo, sau đó chúng ta cùng đi ăn sáng. Mộc Hàm cười hì hì nói, sau đó kéo Hạ Thiên đi về chỗ ở của mình, dù lúc này nàng là tổ trưởng Long Tổ nhưng vẫn ở trong đây. Mị Nhi cũng đành phải đi theo,
Khi đến phòng thì nàng bắt đầu thầm oán Mộc Hàm, nàng biết đối phương về phòng sẽ không làm gì tốt. Lúc này thì không chỉ là thay quần áo nữa, kết quả là còn phải tắm rửa, mà cửa phòng tắm không khóa, Sắc Lang Hạ Thiên sẽ chạy vào tắm Uyên Ương. Sau đó hai người kia dây dưa với nhau đến tận trưa làm cho nàng đói bụng cả buổi sáng. Bữa sáng tất nhiên là không thành, cũng may Mộc Hàm chịu không được, muốn đi ăn cơm trưa. Sau đó Mị Nhi chạy xe đưa cặp nam nữ yêu đương vụng trộm trước mặt nàng rời khỏi căn cứ ám tổ. Chồng, cậu định chủ động đi tìm hay chờ Nam Cung Yến đến tận cửa? Mộc Hàm nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng mở miệng hỏi. Bây giờ công lực của tôi không bằng cô ta, vì vậy chủ động tìm sẽ không có phần thắng quá lớn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi còn phải chờ một thời gian, nếu thần tiên tỷ tỷ có thể nghĩ ra biện pháp đẩy mạnh công lực thì quá tốt. Tôi sẽ đưa mọi người về Thanh Phong Sơn, đến lúc đó chủ động tìm Nam Cung Yến cũng không muộn. Cậu xác định bọn họ ở thủ đô sao? Mị Nhi lái xe phía trước cũng không nhịn được phải hỏi. Không xác định. Hạ Thiên thật sự không thể xác định. Thật ra, vợ Mị Nhi, những ngày qua ở thủ đô không có chuyện gì khác thường sao? Em chân dài có nói sẽ có một tổ của phiêu miểu tiên môn ở thủ đô, nếu bọn họ ở đây thì tôi phải tranh thủ xử lý cho nhanh. Hình như cũng không có gì khác thường. Mị Nhi suy nghĩ rồi nói. Nếu thật sự gặp người tu tiên, theo lý thì sẽ có người báo cho thiên đạo tổ chúng ta, nhưng bây giờ còn chưa có bất kỳ tin báo gì. Chẳng lẽ em chân dài phán đoán sai lầm? Hạ Thiên lầm bầm, nghĩ đến em chân dài thì trong lòng hắn bùng lên lửa nóng, cảm giác của nàng thật sự làm hắn hoài niệm. Cậu không biết đám người kia có bộ dạng gì sao? Nếu biết thì vẽ hình của bọn họ, lại dùng camera giám sát. Có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Mị Nhi đề nghị. Vợ Mị Nhi, tôi chưa từng gặp bọn họ, nào biết bọn họ có bộ dạng thế nào. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Mị Nhi khẽ hừ một tiếng. Cậu không biết nhờ cơ thanh ảnh nói ra sao. Vợ Mị Nhi, chị cũng đừng nhắc đến yêu nữ chết tiệt kia, nếu chị ta tình nguyện giúp đỡ thì tôi còn phiền toái như vậy sao? Với năng lực của chị ta, nhất định có thể dễ dàng xử lý những người phiêu miểu tiên môn khác. Nhưng tôi cũng không biết chị ta chạy đi đâu. Hạ Thiên nói ra mà cảm thấy khó hiểu, chỉ là một sự việc đơn giản nhưng lại bị cơ thanh ảnh làm cho phức tạp. Yêu nữ chết tiệt kia mà cậu cũng muốn, đúng là đáng đời. Mị Nhi có chút ghen ghét, có lẽ vì tối qua Hạ Thiên nói cơ thanh ảnh rất xinh đẹp. Vợ Mị Nhi, chị đừng nói oan cho tôi như vậy, tôi cũng không muốn chị ta, chẳng qua là chị ta tự đưa đến cửa. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. Lúc đó hắn chỉ muốn xử lý cơ thanh ảnh mà thôi, nào ngờ đối phương lợi hại như vậy. Cho dù cậu không muốn thì bây giờ trong lòng cũng vui mừng vì được ăn quả lẻ. Mị Nhi hẽ hừ một tiếng. Thật ra Mị Nhi thật sự oan uổng cho Hạ Thiên, vì hắn thật sự không vui sướng vì được ăn quả lẻ, hắn cảm thấy may mắn là khác. Vì nếu cơ thanh ảnh không làm vậy thì đã trực tiếp chém chết mình rồi. Nhưng Hạ Thiên cũng không phản bác lời của Mị Nhi, vì đã đến quán thức ăn Trung Quốc. Một bữa cơm không có vấn đề gì xảy ra, Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng không mớm cơm cho nhau, điều này làm cho Mị Nhi thoải mái hơn. Nếu không sau này nàng sẽ không bao giờ đi dùng cơm với hai người bọn họ. Chồng, Mị Nhi, chiều nay tôi có chuyện cần đến Long Tổ, sẽ không quấy rầy thế giới của hai người. Sau khi dùng cơm chưa xong thì Mộc Hàm bỏ đi ngay, còn nàng có thật sự vì việc của Long Tổ hay không thì cũng chưa hẳn. Mộc Hàm gần đây rất hiểu ý. Có lẽ nàng muốn sáng tạo cơ hội gần gũi cho Hạ Thiên và Mị Nhi. Hạ Thiên rất đồng ý với cách xử lý của Mộc Hàm, bây giờ nàng còn chưa là cao thủ kim đan kỳ, vì vậy mà tương đối an toàn hơn. Mặt khác hắn cũng đã tạo nên một dấu ấn tinh thần trong người Mộc Hàm, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Nếu nàng có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không thể đến ngay lập tức cho được, với năng lực của hắn vào lúc này, dù muốn đến chỗ nào ở thủ đô cũng không phải chỉ nháy mắt là xong. Vợ Mị Nhi, nếu không thì tôi và chị cùng đi dạo phố nhé. Mộc Hàm lái xe đi, Hạ Thiên kéo bàn tay mềm mại của Mị Nhi nhàn nhã di dạo trên đường. Tôi không thích di dạo. Mị Nhi tức giận nói. Đúng là không hổ danh là vợ tôi, vì tôi cũng không thích trò đi dạo này. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không nói gì, cứ đi dạo trên đường với hắn. Cuộc sống của Mị Nhi rất đơn điệu. Ngoài chấp hành nhiệm vụ thì bình thường cũng không có trò gì tiêu khiển, thực tế nàng cũng không có mấy thời gian nhàn hạ. Đi dạo một lúc thì Mị Nhi chợt nhớ đến một sự kiện, nàng không nhịn được phải nói. Cậu không đi tìm Y Tiểu Âm sao?
Bây giờ hình như cô ấy chọc ra phiền toái ở thủ đô thì phải. Hạ Thiên chợt sững sờ, vợ y y có phiền toái sao? Ở thủ đô này còn có thằng nào dám gây phiền cho vợ hắn? Chương 1417, không thể tự gánh vác cuộc sống. Đệ nhất bệnh viện của y nhân các ở thủ đô. Bệnh viện này trước kia có tên là Nhân Tâm, ngày xưa cũng là sản nghiệp của Dịch Chi Ngôn, sau đó rơi vào trong tay Hạ Thiên, được Hạ Thiên chuyển sang cho Y Tiểu Âm, sau đó thành một phân viện của y nhân các. Lúc này trong phòng giám đốc bệnh viện, một nữ sĩ xinh đẹp mặc tây trang đang ngồi bên cạnh bình luận viên, nàng khẽ cau mày, có chút phiền muộn, mà bên cạnh còn có một thiếu nữ rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp là Y Tiểu Âm, là giám đốc của tất cả bệnh viện trực thuộc y nhân các, tất nhiên dưới tình huống bình thường thì nàng cũng không phải ở phân viện này, mà nàng thiết lập ở mỗi phân viện một vị phó giám đốc thường vụ, có nhiệm vụ quản lý tất cả sự vụ lớn nhỏ của bệnh viện. Thiếu nữ bên cạnh Y Tiểu Âm chính là A Cửu, khi thấy tiểu thư không vui thì A Cửu cũng không vui, thậm chí còn có chút tức giận. Giang đại lực kia sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy? Chị thu tiền đã giúp hắn trị tốt bệnh não, nhưng bây giờ hắn tốt thì lại trả đũa, yêu cầu chúng ta bồi thường tiền, có người không biết xấu hổ vậy sao? A Cửu tức giận nói. Tôi thật sự muốn cho hắn một đạp, biến hắn thành kẻ không thể nào tự gánh vác được cuộc sống. A Cửu tức giận cũng có nguyên nhân, sau khi chuỗi bệnh viện y nhân các được thành lập đến nay thì Y Tiểu Âm quyết tâm cải cách, nàng sa thải nhiều bác sĩ không phù hợp, cũng tuyển vào không ít bác sĩ. Chuyện đầu tiên sau đó chính là tăng lương bác sĩ và y tá, nàng cho bọn họ tiền lương để không ai có thể bỏ đi, đồng thời cũng nói rõ, nếu làm trái với quy định bệnh viện thì sẽ không bao giờ có vấn đề. Mục tiêu ban đầu của Y Tiểu Âm không phải là lợi nhuận mà muốn tạo ra danh tiếng tốt, nàng muốn làm ra một thương hiệu, làm cho người trong cả nước biết rõ, bệnh viện của y nhân các là tốt nhất. Dù thời gian đầu sẽ có lỗ nhưng cũng không quan tâm, vì bây giờ nàng thật sự có tiền. Trước đó trong tài khoản của Dịch Chi Ngôn vẫn còn vài tỷ, nàng cũng có vài tỷ, có thể chèo chống được vài tháng. Chỉ cần qua vài tháng ban đầu, bệnh viện của nàng sẽ chính thức thu được lợi nhuận. Y Tiểu Âm đưa ra quy định yêu cầu phải dùng phương án trị liệu tốt nhất, không được dùng thuốc trái quy định, phải sử dụng những gì thích hợp nhất với bệnh nhân. Dưới sự nỗ lực của Y Tiểu Âm thì bệnh viện của y nhân các đã có thanh danh khá tốt, những bệnh viện khác chỉ cảm sốt thông thường cũng mất vài trăm đồng. Dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng kê đơn thuốc kháng sinh giá cao. Nhưng bệnh viện của y nhân các thì không làm như vậy, ngược lại có đôi khi người bệnh cảm vặt không phải muốn truyền dịch mà bác sĩ không chịu, vì thế mà có chút không thoải mái. Còn về phương diện khác, thần y Hạ Thiên cũng làm cho y nhân các có được khá nhiều thanh danh, dưới sự tuyên truyền của y nhân các, bây giờ người nào cũng biết muốn được thần y Hạ Thiên chữa bệnh thì phải thông qua bệnh viện y nhân các, điều này làm cho bệnh viện có thêm danh tiếng. Đến lúc này dù là thời điểm các bệnh viện của y nhân các cần danh tiếng hơn lợi nhuận, nhưng trên thực tế thì các bệnh viện phân viện đều đã có lợi nhuận hoặc ít nhất có thể cân đối thu chi, không lỗ lã. Đường đến với thần y thật sự có rất nhiều người đăng ký, nhưng bây giờ còn chưa có ai chính thức được chữa bệnh, vì muốn có danh tiếng tốt mà Y Tiểu Âm ngẫu nhiên tự mình ra tay chữa bệnh, thậm chí còn có không ít lần xem bệnh miễn phí. Giang Đại Lực chính là một người được Y Tiểu Âm tự mình chữa bệnh não. Hắn là một người làm công từ bên ngoài đến thủ đô, vài tháng trước vì bệnh mà thất nghiệp. Sau khi hắn đến kiểm tra ở bệnh viện y nhân các và biết mình bị bệnh khối u não thì chuẩn bị về nhà chờ chết, buông tha trị liệu, mà Y Tiểu Âm biết được chuyện này thì đề xuất giúp hắn chữa bệnh miễn phí. Tất cả đều được tiến hành cực kỳ thuận lợi, phải nói rõ là Giang Đại Lực có một bàn chân chỉ có 6 ngón, vì vậy mà Y Tiểu Âm dùng châm pháp âm môn kỳ diệu của mình để chuyển rời khối u đến ngón chân cuối cùng. Sau đó cắt bỏ gì, mà Giang Đại Lực thì như vậy mà khôi phục lại. Nhưng Giang Đại Lực vừa mới hồi phục xuất viện thì sự việc chợt biến hóa, trước đó một ngày có luật sư tìm đến nói mình là người đại diện cho Giang Đại Lực, yêu cầu y nhân các phụ trách quá trình chuẩn đoán lầm với Giang Đại Lực. Giang Đại Lực nói mình không bị bệnh khối u não, cái gọi là khối u não chính là Y Tiểu Âm chuẩn đoán lầm, vì sau đó hắn đến bệnh viện khác kiểm tra và thấy mình không có vấn đề gì. Ít nhất là 7-8 bệnh viện khác đều có một kết quả như vậy, hắn tuyệt đối không phải là người có thể mắc bệnh khối u não. Vì vậy mà hắn nhận định Y Tiểu Âm chuẩn đoán lầm với mình, còn cắt đứt một ngón chân của hắn, vì vậy hắn yêu cầu Y Tiểu Âm phải bồi thường 10 triệu đồng. Thật ra đối với Y Tiểu Âm thì chuyện bồi thường không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là nếu nàng bồi thường thì sẽ chấp nhận là mình lầm lẫn, sẽ đánh mất danh hiệu nữ thần y đệ nhất thủ đô của chính mình. Như vậy danh tiếng mà bệnh viện y nhân các vất vả lắm mới có được cũng sẽ tan biến. Chuyện bây giờ còn chưa đến mức kia, nhưng Giang Đại Lực bên kia đưa ra tối hậu thư,
nếu trong vòng 3 ngày mà bệnh viện y nhân các không cho ra 10 triệu tiền bồi thường, như vậy bọn họ sẽ đưa nó ra cho truyền thông. Đến lúc đó mới thật sự là phiền toái, bây giờ xã hội này hễ là tranh cãi về y tế thì mọi người sẽ không quan tâm xem có vấn đề gì phát sinh, mọi người trực tiếp quy tội cho bệnh viện. Có thể thấy nếu chọc lớn ra, danh tiếng mà bệnh viện y nhân các vất vả lắm mới tạo dựng lên được sẽ tiêu tán theo gió. A Cửu cảm thấy tiểu thư rõ ràng là làm tốt mọi chuyện nhưng lại bị người ta hãm hại, đúng là quá tức tối, càng thêm hận thấu xương với Giang Đại Lực, nếu để cho nàng nhìn thấy Giang Đại Lực, nàng tuyệt đối sẽ ra tay đánh người. A Cửu, không cần phải tức giận với loại người này. Y Tiểu Âm thì tương đối bình tĩnh, nàng lắc đầu. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi, tức giận với hắn thật sự là không đáng. Bị người ta lợi dụng sao? A Cửu chợt giật mình. Tiểu thư, có phải có người lợi dụng Giang Đại Lực để đối phó với chúng ta? Tất nhiên, chị tin Giang Đại Lực cũng không phải là người tốt, chị cũng tin hắn vong ân bội nghĩa cắn chúng ta, nhưng với chỉ số thông minh của hắn thì sẽ không thể nghĩ ra được trò này. Y Tiểu Âm chậm rãi nói. Tiểu thư, vậy là ai đối phó với chúng ta? A Cửu khẽ hỏi, tất nhiên nàng cũng không phải là một người giỏi suy xét vấn đề. Chị đã đoán được kẻ đó là ai, chỉ cần xác nhận cuối cùng là được. Y Tiểu Âm suy nghĩ rồi nói. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải bồi thường 10 triệu cho Giang Đại Lực kia? A Cửu có chút lo lắng. Y Tiểu Âm lắc đầu nói. Tất nhiên không thể bồi thường, nếu chúng ta bồi thường tiền, như vậy sẽ rơi vào cái bẫy của bọn họ, mà bọn họ sẽ càng thêm coi đây là bằng chứng để trắng trợn tuyên truyền. Nhưng, tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy mà không làm gì à? A Cửu có chút lo lắng. A Cửu, nếu chị đoán không lầm thì có người có ý với bệnh viện của chúng ta, vì vậy chỉ cần chúng ta tiếp tục chờ, sẽ có người chủ động đến đàm phán. Y Tiểu Âm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chị chỉ nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ bây giờ dựa vào thứ gì? A Cửu cũng không rõ, tuy nàng rất hận tên cầm thú Hạ Thiên làm hại tiểu thư, nhưng nàng biết bây giờ ở thủ đô ai cũng cho rằng Y Tiểu Âm là nữ nhân của Hạ Thiên, kẻ gây phiền toái cho tiểu thư của nàng không khác gì dây vào Hạ Thiên. Mà ở thủ đô này có ai dám làm phiền đến Hạ Thiên? Chẳng lẽ thật sự có người chán sống muốn tìm chết sao? Tổ trọng án phân cục công an quận Đông thuộc cục công an thủ đô. Tổ trưởng tổ trọng án Tống Vệ Dân lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn nhìn một tấm hình trên máy vi tính, là một người thanh niên có gương mặt anh tuấn. Một nữ cảnh sát xinh đẹp đi đến, chính là bộ hạ của Tống Vệ Dân trong tổ trọng án, Vưu Tư. Tổ trưởng, sao anh cứ mãi xem hình của Phó Bình Quang như vậy? Anh quen biết với hắn sao? Vưu Tư không nhịn được phải hỏi. Tống Vệ Dân lắc đầu nói. Không biết, tôi chỉ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một người lại có biến hóa lớn như thế? Một tháng trước đó Phó Bình Quang này rất bình thường, thậm chí trong mắt bạn học và giảng viên thì hắn là người dễ thân cận, nhưng vì sao lại có thể giết chết cả nhà người ta? Tổ trưởng, tôi thấy đây có lẽ là phạm tội trong tình cảnh tình cảm mãnh liệt. Tôi cảm thấy khá phù hợp là như vậy, khi hắn thấy bạn gái và người đàn ông khác ở cùng nhau, vì vậy mà nổi điên muốn giết tất cả mọi người. Tuy là kẻ cùng hung cực ác nhưng cũng không phải không hoàn toàn có nguyên nhân. Vưu Tư lại thật sự có thể hiểu ra động cơ phạm tội của Phó Bình Quang. Không, tôi cảm thấy có chút gì đó là lạ. Tống Vệ Dân lắc đầu. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, một tháng trước bạn gái đã phản bội hắn, đã cùng ở bên cạnh người đàn ông khác. Lúc đó hắn bị kích thích rất lớn, sau đó hắn cùng vài người bạn đi lên núi Tuyết Sơn, chỉ là không may gặp phải lỡ tuyết, vì vậy mà mọi người cùng đi đã chết hết, chỉ còn mình hắn quay về. Theo lý mà nói thì một người sau khi trải qua tình huống sinh tử thì sẽ xem nhẹ chuyện thất tình, nhưng người này thì hoàn toàn khác, sau khi trở về hắn đi đến nhà bạn gái, giết sạch mọi người trong phòng, sau đó biến mất không tăm tích. Tôi chợt có một dự cảm, trong việc này nhất định có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Chỉ có thể tìm được nguyên nhân thì chúng ta mới biết bây giờ hắn đang đi đến nơi nào mà thôi. Mà người này cũng thật lợi hại, vài ngày qua đã không phát hiện ra tung tích của hắn, không biết hắn chạy đi đâu. Vưu Tư nhíu mày nói. Tống Vệ Dân suy tư một lúc, sau đó hắn ngẩng đầu và phát hiện Vưu Tư vẫn còn ở lại, vì vậy mà mở miệng hỏi. Cô còn việc gì sao? À, đúng rồi, tổ trưởng, có người báo án, muốn tìm anh, hình như có thân thích gì của anh bị liên quan. Vưu Tư cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính sự. Chương 1418, chính thức đi làm nhạc phu nhân. Vậy thì được, để tôi đi xem.
Tống Vệ Dân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng lên đi ra ngoài. Lại nói tiếp, bây giờ địa vị của Tống gia ở thủ đô có thể nói là xưa không bằng nay, bây giờ ai cũng biết rõ Tống gia ở thủ đô đã gần như sắp bằng đại gia tộc Triệu gia, là một trong những tứ đại gia tộc ở thủ đô. Tống gia bây giờ ở vị trí thứ hai, là gia tộc gần sát bên Triệu gia, lúc đầu tứ đại gia tộc chính là Triệu Tiền Tôn Lý và biến thành Triệu Tiền Tống Viên, cuối cùng lại biến thành Triệu Tống Tiền Bạch. Triệu gia vẫn đứng sừng sững bất động, Tiền gia tương đối an phận cũng vẫn bảo trì vị trí của mình, Tống gia thì cường thế leo lên vị trí thứ hai, Viên gia bị diệt thì Bạch gia của Bạch Tiểu Lỗi cũng kiếm được chỗ tốt, cuối cùng cũng là một trong tứ đại gia tộc. Với thân phận của Tống gia vào lúc hiện tại, hơn nữa Tống Vệ Dân lại có năng lực, mà hắn lại có thân phận là đệ tử trực hệ, rõ ràng hắn cũng hoàn toàn có thể đổi lấy một vị trí tốt hơn, không phải chỉ là một tổ trưởng tổ trọng án. Nhưng hắn cuối cùng cũng không được thay đổi vị trí. Thật ra Tống Vệ Dân rất tương đối yêu thích chức nghiệp hiện tại của mình, còn mặt khác hắn cũng ý thức được dù mình có bỏ lên trên như thế nào cũng vĩnh viễn thua kém kẻ khác, vì vậy coi như có bỏ lên trên cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Nếu hắn đã không có tác dụng quá lớn với gia tộc như vậy thì nên tiếp tục làm những gì mà mình quen thuộc thì hơn. Tống Vệ Dân muốn vượt qua một người, mà người đó chính là Hạ Thiên, nhưng hắn chợt ý thức được chênh lệch giữa mình và đối phương đang ngày càng chênh lệch lớn hơn, đang mở rộng, điều này làm hắn cảm thấy nản lòng thoái chí. Đặc biệt là vài ngày trước đó hắn nhận được tin tức vị tiểu thư mà mình hâm mộ đã ở cùng với Hạ Thiên, bọn họ bay đi với nhau như một cặp chim trời, điều này làm hắn thật sự đả kích. Dù hắn thật sự biết rõ mình không xứng với tiểu thư, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm giác may mắn, nhưng bây giờ chút cảm giác đó đã bị Hạ Thiên làm cho nát bấy. Tên khốn kiếp Hạ Thiên này. Nhớ đến Hạ Thiên thì Tống Vệ Dân không khỏi mắng thầm một câu, tên khốn kia cướp đi em gái của hắn, còn cướp cả tiểu thư. Bây giờ Tống gia thành sân sau của Hạ Thiên, hai người phụ nữ quyết định số phận của Tống gia đều ở trong tay của Hạ Thiên, Tiền Đa Đa trở thành kẻ phụ trách sổ sách cho Hạ Thiên. Bạch Tiểu Lỗi người Bạch gia lại là tiểu đệ của Hạ Thiên, nếu không có mối quan hệ như vậy thì sao Bạch gia có thể tiến vào trong hàng ngũ tứ đại gia tộc. Thực tế có rất nhiều người hiểu, bây giờ thủ đô thật sự không khác gì địa bàn của Hạ Thiên. Vệ Dân thiếu gia, anh nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Một âm thanh có chút bi phẫn vang lên làm cho Tống Vệ Dân bừng tỉnh trong lúc suy nghĩ miên man, sau đó hắn thấy một ông lão tóc trắng nhìn có chút quen mắt. Sau khi cẩn thận xem xét lại thì hắn mới nhớ ra thân phận của đối phương, người này thật sự là trong Tống gia, còn có chút quan hệ. Ông lão kia cũng họ Tống, tên là Tống Tử Canh, thật ra Tống Tử Canh vốn không có quan hệ gì với Tống gia ở thủ đô, nhưng Tống Tử Canh lại không biết lấy ra gia phả của Tống gia ở niên đại nào để chứng minh tổ tiên của mình đã từng là một nhà với Tống gia ở thủ đô. Sau đó mỗi khi đến lễ Tết thì Tống Tử Canh đều đến ân cần hỏi han quà cáp cho Tống gia. Dần già lão tuy không trở thành một thành viên của Tống gia nhưng có những việc nhận được sự quan tâm. Bác Canh, có chuyện gì sao? Tống Vệ Dân dùng giọng khách khí hỏi Tống Tử Canh. Vệ Dân thiếu gia, Tống Khiêm nhà chúng tôi đã bị tên khốn kia hại chết. Tống Tử Canh nói mà nước mắt rơi lã chã, giọng điệu gào khóc. Bác Canh, có gì bác cứ ngồi xuống từ từ nói. Tống Vệ Dân nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Vưu Tư rồi nói. Rót cho bác Canh ly nước. Vâng, tổ trưởng. Vưu Tư nhanh chóng đưa nước đến, nàng phát hiện Tống Tử Canh còn đứng, vì vậy mà kéo sang một chiếc ghế. Bác trai, mời bác ngồi, cũng đừng khóc nữa, bác cứ nói rõ sự việc, tổ trưởng của chúng cháu có thể giúp bác, nếu không thì chúng cháu cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tống Tử Canh khẽ gật đầu, sau đó lão xoa nước mắt ngồi xuống, bình tĩnh trở lại, bắt đầu kể rõ ngọn nguồn. Tống Khiêm chính là con trai duy nhất của Tống Tử Canh. Tuy tên của hắn giống như Tống Tiền nhưng lại là kẻ biết cách kiếm tiền. Sau khi Tống Tử Canh trèo lên cây đại thụ là Tống gia thì Tống Khiêm kinh doanh càng lúc càng lớn, bây giờ đã là một người có tiền tỷ. Đàn ông mà có tiền thì thường sẽ muốn đổi vợ đẹp hơn, vì vậy mà một năm trước Tống Khiêm đổi một cô vợ mới, một người mẫu xinh đẹp tên là Đái Bội Na. Tống Tử Canh trước nay không thích đứa con dâu Đái Bội Na này, nhưng Tống Khiêm thì không như vậy, vì thế mà lão thật sự không có biện pháp. Nhưng vài ngày trước Tống Khiêm đột nhiên chết, không có chút dấu hiệu, pháp y khám nghiệm thì nói là đột tử, làm cảnh sát cũng chỉ coi đó là một sự kiện tử vong ngoài ý muốn mà thôi, không phải là mưu sát. Nhưng Tống Tử Canh lại cho rằng đây là Đái Bội Na muốn mưu sát con mình, nhưng cảnh sát điều tra vụ này cũng không thèm quan tâm đến những lời của lão, khi không còn biện pháp nào thì lão chỉ có thể tìm đến Tống Vệ Dân, hy vọng Tống Vệ Dân có thể đòi lại lý lẽ cho con trai mình. Bác Canh, bác nói Đái Bội Na hạ sát Tống Khiêm. Bác có chứng cứ gì không?
Tống Vệ Dân sau khi nghe rõ thì dò hỏi, hắn cũng biết được vài chuyện về Tống Khiêm và Đái Bội Na, trong lòng thầm nghĩ cũng không thích khi Tống Khiêm lấy một người mẫu làm vợ, như vậy là rất mất mặt, nhưng hắn cũng không quá quen thuộc với Tống Khiêm, tất nhiên sẽ không quan tâm. Thật ra Tống Vệ Dân cũng không có ấn tượng tốt với Tống Khiêm, nhưng ấn tượng với Tống Tử Canh lại không tệ, bây giờ Tống Tử Canh đến cầu hắn, tất nhiên hắn cần phải giúp. Vệ Dân thiếu gia, tôi không có chứng cứ gì cả, nhưng anh cũng biết rõ rồi đấy, cô ta gả cho Tống Khiêm chỉ vì tiền, bây giờ hai bên mới kết hôn được một năm thì Tống Khiêm chết, trước nay Tống Khiêm luôn có sức khỏe tốt, vì sao lại chết đi như vậy? Vệ Dân thiếu gia, tôi cầu xin anh, nhất định phải điều tra cho rõ. Tống Tử Canh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tống Vệ Dân. Tống Vệ Dân suy nghĩ một chút, sau đó lại khẽ gật đầu. Bác Canh, cháu đồng ý với bác, cháu sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, như thế này đi, bác về nhà nghỉ ngơi trước, có tin tức gì cháu sẽ thông báo cho bác. Cảm ơn Vệ Dân thiếu gia, tôi về trước. Tống Tử Canh khẽ gật đầu, lão biết rõ Tống Vệ Dân nói sẽ giữ lời, sẽ không nói cho qua, vì vậy mà cuối cùng cũng yên lòng. Tống Tử Canh nhanh chóng bỏ đi, Tống Vệ Dân thì quay đầu nhìn Vưu Tư. Cô đi đưa tất cả tư liệu tương quan về Tống Khiêm đến cho tôi. Đệ nhất phân viện của Bệnh viện Y Nhân Các ở thủ đô. Y Tiểu Âm chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, lúc này ngoài đó không một bóng người, nhưng 3 giây sau thì có một người xuất hiện trong tầm mắt nàng, một người phụ nữ trẻ tuổi tuy không xinh đẹp nhưng lại khá đoan trang. Nhạc phu nhân, cần tôi xem bệnh cho chị sao? Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Âm thần y, nếu tôi có bệnh thì chính mình sẽ biết. Người phụ nữ đoan trang kia cũng cười nhạt một tiếng, nếu là Hạ Thiên ở đây thì nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ đoan trang này là ai, chính là nhạc phu nhân mà trước đây hắn từng được gặp mặt, là Lục Tiểu Oánh. Chị Lục, chị thật sự có bệnh. Y Tiểu Âm chợt sửa lại cách xưng hô. Nếu không thì chị nên làm tốt địa vị của mình là một nhạc phu nhân, mà không tìm phiền phức cho tôi. Cô Âm, tuy y thuật của cô mạnh hơn tôi, nhưng y thuật của tôi cũng không kém, tôi có bệnh hay không cũng có thể thấy rõ ràng. Lục Tiểu Oánh cũng thay đổi cách xưng hô, đồng thời nàng mỉm cười. Nếu cô Âm hâm mộ thân phận nhạc phu nhân của tôi, thật ra tôi cũng không ngại nhường lại cho cô. Nhưng nhạc tiên sinh đã chết rồi, tôi muốn cho cũng không thể được, nếu nhạc tiên sinh vẫn còn, chỉ cần cô gật đầu, vị trí nhạc phu nhân sẽ là của cô. Chị Lục, thân phận nhạc phu nhân chính là chỗ dựa của chị, nhưng đối với tôi thì nó chẳng đáng là gì. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Chị có thể coi nó là chân bảo. Nhưng đối với tôi thì nó không đáng một đồng. Lục Tiểu Oánh mỉm cười. Tôi lại quên, em Am cũng không muốn làm nhạc phu nhân, mà muốn làm hạ phu nhân. Chị Lục, chị là người thông minh, chị và Nhạc Chi Phong vốn không có quan hệ gì, nhưng anh ta vừa chết đi thì đã nhận lấy danh hiệu nhạc phu nhân, do đó mà nhận được sự giúp đỡ của ông cụ nhạc gia. Không thể không nói nước cờ này của chị là rất cao minh, nhưng tôi thật sự không rõ, chị Lục là người thông minh như vậy. Sao lại làm ra một nước cờ sai lầm như thế? Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ chị Lục thật sự có bệnh? Cô Âm, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đều là người hiểu chuyện, cứ đi thẳng vào vấn đề thì hơn. Lục Tiểu Oánh mỉm cười. Tôi muốn 51% cổ phần của chuỗi bệnh viện Y Nhân Các, còn có cả vị trí môn chủ Âm Y Môn, còn cô được toàn thân đi ra, không lo cơm áo nửa đời sau. Chị đang nằm mơ sao? Y Tiểu Âm còn chưa dứt lời thì A Cửu đã không nhịn được mà mở miệng, lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu, kẻ xúi dục Giang Đại Lực đến gây phiền cho tiểu thư chính là Lục Tiểu Oánh. Cô Âm, tôi đã sớm nói rồi, nha hoàn là nha hoàn, không thể đối xử quá tốt với nha hoàn, nếu không cô ta sẽ coi mình là chủ nhân, vì vậy mà bây giờ cô ta đã quyết định thay cho cô rồi kìa. Lục Tiểu Oánh lắc đầu thở dài. Chị Lục, A Cửu và tôi là chị em, cô ấy hiểu ý của tôi, đúng như những gì cô ấy nói. Chị đang nằm mơ sao? Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Vì cùng là đồng môn nên tôi cũng không muốn quá phận, nhưng đừng trách tôi không cảnh cáo chị, nếu chị tiếp tục ồn ào, như vậy chỉ sợ chỉ có thể đi làm nhạc phu nhân thật sự, Nhạc Chi Phong rất buồn ở dưới Cửu Tuyền, chị là phu nhân cũng nên đi theo. Chương 1419, tôi cũng không muốn làm quá phận. Y sư muội, cô nói không sai, chúng ta là đồng môn, tôi cũng không muốn làm quá phận. Trên mặt Lục Tiểu Oánh vẫn mang theo nụ cười. Vì vậy tôi mới cho cô đường lui, 49% cổ phần của chuỗi bệnh viện Y Nhân Các cũng đủ để cho cô tiêu diệu tự tại nửa đời còn lại. Nhưng tôi cũng cảnh cáo cô, nếu cô không hợp tác, chỉ sợ cô không phải chỉ mất đi chuỗi bệnh viện Y Nhân Các,
hơn nữa còn mất đi rất nhiều thứ, thậm chí kể cả cô và nha hoàn, còn có tính mạng của cô. Lục Tiểu Oánh, cô dám uy hiếp tiểu thư, có tin bây giờ tôi giết cô không? A Cửu chợt tiến về phía trước một bước, một luồng sát khí như có như không chợt bùng lên, lúc này nàng thật sự muốn giết chết Lục Tiểu Oánh. Bây giờ A Cửu đã không còn là một nha đầu A Cửu như năm xưa, đầu tiên là sau khi trải qua buổi tối kinh người năm xưa thì cả hai đều trúng thương, thiếu chút nữa đã chết đi. Biến cố đó đủ để cho một thiếu nữ lương thiện trở nên có chút lãnh khốc, sẽ không mềm lòng với kẻ địch. Mà quan trọng hơn, bây giờ nàng không chỉ có tâm tính mà còn có năng lực xử lý người khác, sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy thì nàng đã thật sự trở thành cao thủ, nếu muốn xử lý một nhân vật bình thường như Lục Tiểu Oánh, có thể nói là dễ dàng không tốn chút sức. Thực tế dù là xử lý người khác thì A Cửu cũng không cần lo lắng phải chịu trách nhiệm, bây giờ Y Tiểu Âm vẫn là đối tượng được ám tổ bảo vệ trọng điểm, Lục Tiểu Oánh nếu công khai uy hiếp Y Tiểu Âm, dù bị giết cũng không thể có lý. Nhưng vấn đề là Y Tiểu Âm hiểu Lục Tiểu Oánh biết rõ điều này, nhưng Lục Tiểu Oánh vẫn dám đến đây uy hiếp, xem ra cũng không quá bình thường. A Cửu, em đừng ra tay. Y Tiểu Âm khẽ nói một câu, sau buổi tối vì kế hoạch không chu toàn mà tự mình tạo nên cơn ác mộng thì nàng đã tự nói với mình, sau này dù làm gì cũng cần càng thêm cẩn thận, nàng không muốn tái phạm sai lầm, càng không muốn gặp lại cơn ác mộng năm xưa. Y Tiểu Âm cũng không sợ Lục Tiểu Oánh. Nhưng nàng tin Lục Tiểu Oánh bây giờ chắc chắn có chỗ dựa, mà nàng muốn biết chỗ dựa của đối phương là ai. Y sư muội, cô quả nhiên hiểu lý lẽ hơn một chút. Lục Tiểu Oánh mỉm cười. Lục sư tỷ, chỉ có thể đi được rồi. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Y sư muội, đừng quên thời gian suy xét của cô chỉ có 3 ngày mà thôi. Lục Tiểu Oánh mỉm cười, sau đó xoay người chuẩn bị bỏ đi. Nhưng Lục Tiểu Oánh vừa xoay người thì vẻ mặt đã mất tự nhiên. Vì một nam một nữ chợt chặn đường của nàng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác và một mỹ nữ cực kỳ gợi cảm mặc áo da bó sát người và đeo kính râm lớn xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Dù Lục Tiểu Oánh chưa từng có quan hệ gì với hai người kia, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, hai người kia là Hạ Thiên và Mỹ Nhi. Hạ Thiên là một người đàn ông không thể trêu vào, mà Mỹ Nhi là một người phụ nữ cực kỳ thần bí, đây cũng là đánh giá của rất nhiều người ở thủ đô với bọn họ. Hạ Thiên thật sự dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Tiểu Oánh, nhưng hắn cũng không ngăn cản đối phương, chỉ nói thầm một câu. Đây không phải vợ của thằng ngu Nhạc Chi Phong sao? Ôi, Nhạc Chi Phong thật đáng thương, người đã chết mà còn bị vợ cắm sừng lên đầu. Sao anh biết người ta cắm sừng lên đầu Nhạc Chi Phong? A Cửu dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Không phải anh có gì đó với cô ta đấy chứ? Nếu không thì sao bây giờ lại chạy đến uy hiếp tiểu thư không chút kiêng nể gì như vậy? A Cửu, cô muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Cửu. Tôi có ánh mắt thấp kém vậy sao? Nếu lăng nhăng với cô ta thì không bằng với cô, vì cô còn đẹp hơn cô ta khá nhiều. Anh! A Cửu chợt bị chọc tức. Cầm thú, lưu manh. Đúng rồi, A Cửu, cô vừa nói gì? Cô nói người phụ nữ kia dám uy hiếp vợ y. Hạ Thiên căn bản không quan tâm người ta mắng mình, hắn dùng giọng bình tĩnh hỏi. A Cửu dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không trả lời, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Hạ Thiên. Cậu đến đây làm gì? Y Tiểu Âm cuối cùng cũng lên tiếng, chẳng qua giọng điệu cũng không tốt đẹp gì cả. Vợ y, tôi nghe nói có người làm phiền chị, vì vậy mà tôi đến đây để giải quyết. Hạ Thiên nhanh chóng nói, đồng thời rất bất mãn. Thủ đô mà có người dám đến làm phiền vợ tôi, đúng là không muốn sống. Vợ y mau nói cho tôi biết. Rốt cuộc là ai đến làm phiền? Có phải là người phụ nữ vừa rồi không? Nếu đúng thì tôi sẽ đi xử lý ngay. Hạ Thiên trước khi đến đây đã từng nghe Mỹ Nhi nói Y Tiểu Âm gặp phiền toái, còn cụ thể có phiền toái gì thì nàng cũng không thể nói cho rõ ràng. Dù sao thì Mỹ Nhi cũng không quá quan tâm đến Y Tiểu Âm, nhưng Y Tiểu Âm vốn là đối tượng được ám tổ bảo vệ trọng điểm, hơn nữa Y Tiểu Âm còn có quan hệ với Hạ Thiên, vì vậy mà Mỹ Nhi cũng nghe được vài phần tin tức. Vì vậy mới biết bệnh viện của Y Tiểu Âm gặp phiền toái, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Mỹ Nhi không biết thì Hạ Thiên cũng không biết, nếu không vừa rồi hắn cũng không thể để cho Lục Tiểu Oánh đi dễ dàng như vậy được. Không cần cậu quan tâm, phiền phức của tôi sẽ do chính tôi xử lý. Y Tiểu Âm có chút lãnh đạm, nàng cũng không muốn xin sự trợ giúp của Hạ Thiên. Vợ y, phiền phức của chị chính là của tôi, có người làm phiền chị thì chẳng khác nào làm phiền tôi, chị mau nói cho tôi biết. Có phải là người phụ nữ vừa rồi hay không? Chị chỉ cần nói cho tôi biết,
tôi sẽ đi xử lý cô ta ngay. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn cũng không quan tâm phiền toái cụ thể là gì, chỉ quan tâm là kẻ nào đến gây phiền, chỉ cần tìm được kẻ đến gây phiền thì tất cả sẽ xong. Đúng vậy, chính là người phụ nữ Lục Tiểu Oánh muốn cướp bệnh viện của tiểu thư. A Cửu lúc này căm hận nói một câu. Anh nếu thật sự có bản lĩnh thì đi mà dạy bảo cô ta. Được, tôi sẽ lập tức đi xử lý cô ta. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn quay sang nhìn Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, chị biết người phụ nữ ngu ngốc kia bây giờ đang ở đâu không? Biết. Mỹ Nhi trả lời. Được, chúng ta đi giải quyết người phụ nữ ngu ngốc kia. Hạ Thiên kéo Mỹ Nhi bước đi. Này, chờ chút. Y Tiểu Âm hô lên một câu. Vợ Y, sao vậy? Hạ Thiên quay đầu hỏi. Cậu nếu đi thì nên cẩn thận một chút, Lục Tiểu Oánh có lẽ sẽ có ai đó trợ giúp. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Y, quả nhiên chị rất quan tâm đến tôi, nhưng chị cứ yên tâm, dù Lục Tiểu Oánh có được ai giúp đỡ, tôi đều có thể xử lý cô ta. Hạ Thiên nói xong thì kéo Mị Nhi biến mất trong tầm mắt của Y Tiểu Âm, nhưng khi hắn biến mất thì Y Tiểu Âm chợt nghe thấy một âm thanh còn ở lại. Vợ Y, chờ tôi xử lý xong người phụ nữ ngu ngốc kia sẽ đến tìm chị. Quá nhanh. A Cửu thì thào một câu, sau đó có chút lo lắng. Tiểu thư, tên khốn Hạ Thiên kia hình như càng lợi hại hơn trước. Chị biết rồi. Y Tiểu Âm khẽ gật đầu. Muốn dùng vũ lực đánh bại cậu ta là không thể. Tiểu thư, vừa rồi sao chị lại nhắc nhở hắn? Em thấy tốt nhất nên để cho tên khốn kia bị Lục Tiểu Oánh giết chết. A Cửu căm giận nói. Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu. A Cửu, em đừng như vậy, Lục Tiểu Oánh nếu có thể giết chết Hạ Thiên, cô ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nếu Hạ Thiên không thể đối phó được với Lục Tiểu Oánh, chúng ta sẽ có kết quả rất thảm, em thật sự cho rằng Lục Tiểu Oánh thật sự để chúng ta sống tiêu dao nửa đời còn lại à? A Cửu im lặng không nói, thật ra cũng không phải là nàng ngốc, căn bản là nàng biết Hạ Thiên nếu có thể giải quyết được Lục Tiểu Oánh, như vậy lợi ích với các nàng sẽ càng lớn. Vì hắn sẽ không bao giờ xử lý các nàng. Nhưng nàng thật sự căm giận Hạ Thiên, hận những gì Hạ Thiên đã làm với tiểu thư, vì cơn ác mộng kia đến bây giờ vẫn tái hiện trong giấc ngủ của nàng, làm nàng giật mình sợ hãi thức tỉnh. Y Tiểu Âm khẽ đứng lên. A Cửu, chúng ta về Y Nhân Các thôi. Phân cục quận Đông cục công an thủ đô. Tổ trưởng, nhìn qua thì thấy cái chết của Tống Khiêm thật sự không có gì khả nghi, tôi đã hỏi qua pháp y, thật sự không có chút nghi ngờ mưu sát. Vưu Tư đang báo cáo những tình huống điều tra được với Tống Vệ Dân. Mà cô gái đái bội na kia giống như thật sự có khả nghi, hình như cô ta không có chút đau lòng, ngược lại còn tỏ ra vui sướng. Tất nhiên điều này cũng khó thể trách được, Tống Khiêm vừa chết thì cô ta có được gia sản hơn 1 tỷ, chợt trở thành phú bà, vui sướng cũng không có gì là kỳ quái. Cứ điều tra thêm, Tống Khiêm trước kia cũng không có bệnh, đột nhiên chết đi là không bình thường, mặc kệ thế nào cũng phải làm cho rõ. Tống Vệ Dân suy nghĩ rồi nói. Tổ trưởng, nếu không thì dứt khoát đưa đái bội na đến đây lấy khẩu cung. Vưu Tư đề nghị. Nếu cái chết của Tống Khiêm có vấn đề, như vậy đái bội na nhất định sẽ biết được vài thứ. Được rồi, cứ làm như thế, cô tìm người cùng đến đưa đái bội na đến cục công an, nếu cô ta không muốn thì trực tiếp bắt đến. Tống Vệ Dân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tổ trưởng, tôi đi đây. Vưu Tư đồng ý rồi xoay người bỏ đi. Tống Vệ Dân ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, mở máy tính, trên màn hình xuất hiện một tấm hình, chính là hình của Phó Bình Quang. Lục Tiểu Oánh vội vàng về nhà, lúc này trong lòng nàng mới có chút yên ổn, nàng có chút hối hận, lần này thật sự có chút xúc động, không ngờ sẽ gặp Hạ Thiên ở bệnh viện, nếu lúc đó Hạ Thiên ra tay, nàng thật sự sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng bây giờ Lục Tiểu Oánh cũng đã về nhà, nàng cũng không cần lo lắng, vì trong chỗ này có người còn mạnh hơn cả Hạ Thiên. Người này sẽ bảo vệ an toàn cho nàng. Tiểu Oánh, cô đã về. Một âm thanh ôn hòa vang lên, một ông lão quắc thước đi ra. Chương 1420, chê cười lớn. Ông lão kia rất cao lớn, râu tóc bạc trắng nhưng kỳ quái là trên người cũng không có cảm giác già lão, ngược lại còn cảm thấy trên người bùng ra sức sống thanh xuân. Khi thấy Lục Tiểu Oánh thì trong mắt ông lão kia bùng ra cái nhìn từ ái, nhưng nếu nhìn kỹ thì không chỉ là từ ái, còn có một tình cảm đặc biệt. Ông nội. Lục Tiểu Oánh cũng bắt chuyện với ông lão, ánh mắt nàng nhìn lão cũng có chút kỳ quái. Tiểu Oánh, cô đã gặp qua Y Tiểu Âm rồi chứ? Ông lão mở miệng hỏi. Vâng. Lục Tiểu Oánh khẽ gật đầu.
Nhưng bây giờ còn chưa có ý thỏa hiệp, hơn nữa lúc cháu rời đi thì thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên sao? Ông lão hừ một tiếng. Rất tốt, ta cũng không ngờ hắn lại đến thủ đô nhanh như vậy. Ông nội, có lẽ là Y Tiểu Âm xin sự trợ giúp của hắn, với tính cách của Hạ Thiên, chỉ sợ sẽ nhanh chóng đến gây phiền cho chúng ta. Lục Tiểu Oánh khẽ nói. Nếu hắn dám đến, ta sẽ cho hắn có đi mà không về. Ông lão trầm giọng nói. Lão già chết tiệt, khẩu khí rất lớn. Một âm thanh lười biếng vang lên, trong sân nhà chợt có hai người, chính là Hạ Thiên và Mị Nhi. Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Lục Tiểu Oánh chợt biến đổi, dù nàng nghi ngờ Hạ Thiên sẽ đến tìm mình, nhưng cũng không ngờ hắn đến nhanh như vậy. Ngươi chính là Hạ Thiên. Ông lão nhìn Hạ Thiên, ánh mắt chợt trở nên cực kỳ lợi hại, giống như muốn nhìn xuyên qua đối phương. Nói nhảm, anh tất nhiên là Hạ Thiên, lão già chết tiệt, lão là ai? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Vợ Mị Nhi, chị biết lão già chết tiệt này chứ? Hạ Thiên hỏi. Ông ta chính là ông cụ của Nhạc gia, chính là ông nội của Nhạc Chi Phong. Mị Nhi khẽ hạ thấp âm thanh, nàng khẽ nói bên tai Hạ Thiên. Nhưng cũng kỳ quái, lúc này lão gia Nhạc gia này giống như trẻ đi 30 tuổi, cậu phải biết rằng ông ta đã hơn 90 rồi. Ông nội của Nhạc Chi Phong. Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nhạc lão gia tử, sau đó hắn chợt ồ lên một tiếng, vẻ mặt có chút biểu hiện kỳ quái. Vài giây sau hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lên ha hả. Ha ha ha, chết cười mất, thật sự là chết cười, Nhạc Chi Phong ngu ngốc thật đáng thương, hắn tuyệt đối là người đàn ông đáng thương nhất trên đời. Này, cậu cười gì vậy? Mị Nhi có chút mất hứng, người này cười như một đứa điên vậy, đây không phải là dọa người sao? Người khác sẽ cho rằng Mị Nhi nàng lấy một kẻ điên làm chồng. Vợ Mị Nhi, thật sự là quá buồn cười, tên ngốc Nhạc Chi Phong kia không ngờ lại bị ông nội cắm sừng, ha 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 ha. Hạ Thiên cảm thấy rất buồn cười, hắn chỉ vào lão gia tử Nhạc gia. Ông kia, ông thật sự rất tốt với cháu mình, ngay cả vợ của cháu cũng được quan tâm tốt như vậy, ha ha. Hạ Thiên quay đầu nhìn Lục Tiểu Oánh rồi cảm thấy rất vui vẻ. Ôi, bây giờ cô thật sự là xứng danh Nhạc phu nhân, thật ra cô cũng không tệ, tôi cảm thấy ông lão này nhìn còn khá hơn thằng ngu Nhạc Chi Phong kia, ha ha ha. Này, đừng nói lung tung. Mị Nhi kéo tay Hạ Thiên, vị Nhạc lão gia này cũng không phải là nhân vật bình thường, nếu lời này truyền ra ngoài thì cũng không tốt lắm. Vợ Mị Nhi, tôi cũng không nói lung tung, không tin thì chị cứ hỏi bọn họ xem. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi đến bây giờ cũng chưa từng nhìn lầm. Mị Nhi không khỏi đưa mắt nhìn Lục Tiểu Oánh và Nhạc lão gia tử, nàng phát hiện vẻ mặt Lục Tiểu Oánh có hơi tái, mà ánh mắt Nhạc lão gia thì rất trấn tĩnh nhưng cũng không thể che giấu chút bối rối. Vì vậy mà nàng chợt ngây người, sắc lang này nói đúng sao? Nhưng hình như cũng quá hoang đường rồi. Hạ Thiên, ta biết rõ Chi Phong là do ngươi hại chết. Nhạc lão gia lúc này lại lên tiếng. Ta không cần biết ngươi có địa vị gì, giết cháu ta phải trả giá thật nhiều. Này ông lão kia, ông cướp cả vợ của cháu trai, còn không biết xấu hổ để nói lời báo thù sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nhạc lão gia. Ông chẳng lẽ cảm thấy có lỗi vì cướp vợ của cháu trai nên mới ra tay báo thù? Ôi, tôi thấy đầu óc của ông có vấn đề rồi, vì vậy mà Nhạc Chi Phong chết đi ông nên cảm tạ tôi mới đúng, nếu hắn không chết thì sao ông có thể cướp được vợ hắn? Hạ Thiên, ngươi không được nói hưu nói vượt, ta đến bây giờ cũng không phải là vợ của Nhạc Chi Phong, ta chỉ là được Nhạc lão gia cho phép, lấy danh nghĩa vợ của hắn để làm việc mà thôi. Lục Tiểu Oánh mở miệng nói. Được rồi, tôi không quan tâm đến những chuyện rối loạn của các người, tôi còn phải làm chuyện chính sự. Cô dám chạy đến gây phiền toái cho vợ y, này, nghe nói cô muốn cướp bệnh viện của vợ tôi, mà bệnh viện đó là của tôi cho vợ mình, cô dám muốn cướp, như vậy nếu tôi không xử lý cô, người khác sẽ cho rằng tôi dễ ức hiếp, vì vậy bây giờ tôi đến để xử lý cô. Hạ Thiên nhanh chóng nói, cuối cùng hắn nhìn Lục Tiểu Oánh. Nói đi, cô muốn chết thế nào? Muốn được yên vui hay đau đớn? Bây giờ tôi đang nhàm chán, sẽ thỏa mãn tất cả những yêu cầu của cô. Hạ Thiên, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lục Tiểu Oánh cũng rất chấn định. Ta đã dám chọc vào Y Tiểu Âm, tất nhiên sẽ dự đoán được ngươi sẽ đến tận cửa. À, xem ra vợ Y nói không sai, cô chắc hẳn có chỗ dựa. À, nếu đã như vậy thì cô nên cho chỗ dựa của mình xuất hiện. Hạ Thiên nói đến đây thì quay đầu nhìn về phía một gian phòng, sau đó lên tiếng. Này,
người trốn bên trong nên đi ra, anh rất bận rộn, đừng làm mất thời gian của anh. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này nói đang rất nhàm chán, bây giờ bận rộn nhiều việc, có kẻ bừa bãi vậy sao? Nhưng một giây sau Mị Nhi chợt căng thẳng, vì nàng ý thức được có một luồng khí thế cực mạnh ép đến. Một luồng hào quang hồng sắc bùng lên, trong mắt Mị Nhi chợt có một cô gái mặc váy dài màu đỏ, cô gái này có vẻ hơn 20, dung mạo không tầm thường, dáng người không tồi, nhưng dù là váy dài hay ngọc trâm trên đầu nàng đều có thể dễ dàng phân chia với người khác. Nếu nói về dung mạo thì người phụ nữ này so ra kém Mị Nhi, nhưng Mị Nhi vẫn cảm thấy áp lực, vì khí thế khủng bố trên người nàng làm cho người ta nhạy cảm phát hiện được thực lực mạnh hơn hẳn Mị Nhi. Tiểu Oánh muội muội, hắn chính là người ngươi muốn giết sao? Người phụ nữ váy đỏ nhìn Hạ Thiên, sau đó hỏi thăm Lục Tiểu Oánh. Đúng vậy, chị Hoa, hắn chính là Hạ Thiên, là kẻ dựa vào chút vũ lực để làm bậy. Lục Tiểu Oánh trả lời. Được, vậy ta giúp ngươi xử lý hắn. Người phụ nữ váy đỏ trả lời, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Đừng giả vờ mình lợi hại, tôi biết rõ cô là người của Phiêu Miểu Thiên Môn, vài người khác cùng đi với cô đâu. Hạ Thiên lười biếng hỏi. Vẻ mặt người phụ nữ mặc váy đỏ chợt biến đổi. Sao ngươi biết Phiêu Miểu Tiên Môn? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói đơn giản thì bây giờ tôi muốn xử lý cô. Hạ Thiên cũng không ra tay ngay, khi thấy người phụ nữ váy đỏ này thì hắn biết Dạ Ngọc Mị phán đoán không sai. Phiêu Miểu Tiên Môn thật sự có một nhóm ở thủ đô, hắn cần từ trong miệng người phụ nữ váy đỏ này mà tìm ra những người khác. Chỉ bằng vào ngươi sao? Người phụ nữ mặc váy đỏ hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Mị Nhi. Ta cũng không ngờ bên cạnh ngươi có một người tu tiên kim đan kỳ, nhưng một kẻ mới kim đan sơ kỳ mà muốn giết ta sao? Đúng là đáng cười. Đúng vậy, chỉ là một kim đan hậu kỳ mà muốn giết ta, đúng là đáng cười. Hạ Thiên lắc đầu. Phiêu Miểu Tiên Môn muốn giết ta cũng rất nhiều, nhưng bây giờ bọn họ phần lớn đã bị xử lý, trong đó có Hoàng Tĩnh Di kim đan kỳ, Bạch Vân Sơn kim đan hậu kỳ, à... còn có Hàn Minh Phi Nguyên Anh sơ kỳ, bây giờ bọn họ đã không còn nữa rồi. Vẻ mặt người phụ nữ mặc váy đỏ chợt biến đổi, nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên 10 giây, ánh mắt có chút hoang mang. Rõ ràng nàng không nhìn ra tu vi của Hạ Thiên, nàng thấy hắn căn bản còn chưa hẳn là người tu tiên. Đừng nhìn nữa, với tu vi của cô, bây giờ căn bản cũng không thấy được gì hơn. Hạ Thiên ngáp một cái. Nói đi, những người đi cùng cô đâu? Phiêu Miểu Tiên Môn có 12 người đến đây, cô là người thứ 6 mà tôi được gặp, nói chung là tôi đã gặp được một nửa, vì vậy nếu cô thức thời chịu hợp tác, ta sẽ để lại cho cô một mạng. Muốn ta hợp tác thì phải cho ra bản lĩnh. Người phụ nữ váy đỏ chợt trầm mặc xuống. Ta là Hoa Hương Hương đến từ Phiêu Miểu Tiên Môn, bây giờ xin lãnh giáo ngươi. Hoa Hương Hương vừa dứt lời thì đã đánh về phía Hạ Thiên, hai bàn tay trắng nõn đánh ra vài vạn bóng trưởng chỉ sau nháy mắt. Ủa? Đây không phải là Thiên Huyễn Phiêu Miểu Trưởng của chị Mộng sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, sau đó hắn tùy ý đánh ra một trưởng. Tên của cô đúng là hữu danh vô thực, còn là Hương Hương, thật sự không thơm chút nào. Thiên Huyễn Phiêu Miểu Trưởng nhìn như có ngàn vạn bóng trưởng nhưng thật ra chỉ có một là thật, Hạ Thiên chỉ hời hợt tung ra một trưởng đón đầu mà thôi. Á! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Hoa Hương Hương văng ra phía sau như diều đứt dây, sau đó ngã cắm xuống đất. Còn Hạ Thiên thì không có vấn đề gì. Ngươi đã là Nguyên Anh kỳ. Hoa Hương Hương cố gắng chuyển động nửa thân dưới, khóe miệng đỏ máu, nàng nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt khiếp sợ và khó tin. Bây giờ đã tình nguyện hợp tác chưa? Hạ Thiên lười biếng nhìn Hoa Hương Hương. Nói đi, trong thủ đô ngoài cô ra thì còn bao nhiêu người của Phiêu Miểu Tiên Môn? Ta không biết ba người bọn họ ở đâu. Hoa Hương Hương cắn răng nói. Trước khi đến đây thì chúng ta đã tách ra. Ba người thôi sao? Hạ Thiên lại ngây người. Cô nói tổ của các cô có 4 người. Chương 1421, nàng ta gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Hoa Hương Hương cũng không che giấu, nàng nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt khó tin. Người rốt cuộc là ai? Thế giới này căn bản không thể có người tu tiên. Cô không có tư cách hỏi tôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Như vậy cô không biết vị trí của ba người còn lại sao? Ta thật sự không biết, vì vừa đến đây ta đã bị người ta ám hại, may mà có Tiểu Oánh muội muội giúp đỡ, nếu không thì ta đã chết, vì vậy căn bản không biết ba người bọn họ ở đâu. Hoa Hương Hương nhanh chóng nói. Nếu như vậy thì cô cũng không còn giá trị gì cả,
thôi thì nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó hắn tung trưởng về phía Hoa Hương Hương. Phiêu miểu bộ sao, chờ chút, ta có chuyện muốn nói. Hoa Hương Hương vội vàng hô lên, nàng căn bản không muốn trốn, vì nàng biết mình không trốn thoát. Một trưởng trước đó đã làm cho nàng bị thương nặng, dưới tình huống bình thường nàng cũng khó thể nào chống lại một đòn của cao thủ Nguyên Anh Kỳ, sao không bị thương cho được. Khoảnh khắc khi bàn tay của Hạ Thiên vỗ lên đầu Hoa Hương Hương thì được thu về, hắn nói. Thế nào, bây giờ đã biết rõ ba tên ngốc kia ở đâu rồi sao? Ngươi có phải là đệ tử của Nguyệt Sư Tỷ hay không? Sư phụ của ngươi có phải là Nguyệt Thanh Nhã không? Hoa Hương Hương cấp tốc hỏi. Không phải. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hoa Hương Hương. Nguyệt Thanh Nhã là vợ tôi. Vợ ngươi. Hoa Hương Hương chợt ngẩn ngơ. Ngươi là trượng phu của Nguyệt Sư Tỷ. Hoa Hương Hương cũng không đợi Hạ Thiên trả lời mà nhanh chóng nói. Mặc kệ ngươi có quan hệ gì với Nguyệt Sư Tỷ, tóm lại ngươi nên nói với Nguyệt Sư Tỷ, tỷ ấy đang gặp phải nguy hiểm. Không cần cô nói thì tôi cũng biết rồi. Hạ Thiên ngáp một cái. Nếu không thì sao tôi phải lặn lội đi xử lý đám người phiêu miểu tiên môn chứ? Không phải, tỷ ấy thật sự gặp nguy hiểm, không phải là người của phiêu miểu tiên môn chúng ta. Á! Hoa Hương Hương nói đến đây chợt ôm đầu kêu thảm. Á! Nói Nguyệt Sư Tỷ trốn đi. Á! Hoa Hương Hương kêu lên thảm thiết vài tiếng, cuối cùng gào lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, hoàn toàn bất động. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, hắn cúi người xuống kiểm tra, phát hiện Hương Hương đã chết. Cô ta chết rồi sao? Mị Nhi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, rất kỳ quái, đột nhiên chết đi, không biết có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cau mày, hắn cũng không thể nào điều tra ra được nguyên nhân cái chết của Hoa Hương Hương. Nhìn qua thì giống như cô ấy biết được bí mật mà có người không muốn nói ra. Mị Nhi khẽ nói. Cậu có cảm giác là có người ra tay không? Tôi không cảm giác được. Tôi cũng không. Hạ Thiên lắc đầu. Vợ Mị Nhi, có lẽ là không ai ra tay, nếu thật sự có người lợi hại như vậy, có thể ra tay mà chúng ta không biết, như vậy nếu hắn muốn xử lý chúng ta thì sẽ không làm trò lén lút như thế. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mị Nhi nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Thiên lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Tôi cũng không hiểu rõ lắm, này, sau khi đám người phiêu miểu tiên môn đến đây thì những chuyện kỳ quái xảy ra ngày càng nhiều. Hạ Thiên, ngươi dám giết chị Hoa? Đúng lúc này một âm thanh cực kỳ tức giận chợt vang lên sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng lên, hắn quay đầu nhìn Lục Tiểu Oánh, hắn phát hiện trong mắt nàng ngoài phẫn nộ thì còn có chút hoảng sợ. Lục Tiểu Oánh, đầu óc của cô có vấn đề gì sao? Hoa Hương Hương không phải do Hạ Thiên giết. Mị Nhi tức giận nói. Vợ Mị Nhi, cũng không cần giải thích, coi như tôi giết thì sao? Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm, hắn đưa mắt nhìn Lục Tiểu Oánh. Nói đi, cô muốn chết thế nào? Hạ Thiên không đợi Lục Tiểu Oánh trả lời mà lắc đầu. Thôi, tôi cũng không còn tâm tình chơi đùa với cô, trực tiếp xử lý cô là được. Hạ Thiên, người dám giết ta thì cha mẹ ngươi cũng sẽ chết. Lục Tiểu Oánh chợt hét lên, dù là uy hiếp Hạ Thiên nhưng trong mắt nàng vẫn khó nén sự hoảng sợ, cái chết của Hoa Hương Hương thật sự làm nàng mất đi tất cả chỗ dựa. Nửa giờ trước đó Lục Tiểu Oánh còn tỏ ra nắm chắc thắng lợi trong tay, khi nàng được thấy năng lực của Hoa Hương Hương, đối phương chỉ cần lấy ra một viên đan dược đã giúp cho Nhạc lão gia trẻ đi 30 tuổi, dù là ở trên giường cũng là cực kỳ mạnh mẽ như một người đàn ông tráng niên. Hơn nữa nàng còn tận mắt thấy Hoa Hương Hương phi hành trên không, cũng tùy ý bóp nát một tảng đá lớn, tất cả đều chứng minh Hoa Hương Hương có năng lực không thuộc về người bình thường, giống như tiên vậy. Lục Tiểu Oánh biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng nàng cũng biết rõ, dù Hạ Thiên có bất kỳ thế lực gì, tất cả đều được chính đối phương làm ra, nếu hắn chết đi thì tất cả cũng không còn là vấn đề. Vì vậy mà Lục Tiểu Oánh đã sớm làm ra một kế hoạch rất tốt, chỉ cần để cho Hoa Hương Hương xử lý Hạ Thiên. Như vậy nàng cũng không cần lo lắng những người như Y Tiểu Âm. Đáng tiếc là Lục Tiểu Oánh không ngờ Hạ Thiên còn mạnh hơn cả Hoa Hương Hương, cho đến nay nàng luôn cho rằng hắn dù mạnh nhưng cũng chỉ là người, Hoa Hương Hương lại là tiên, người sao có thể đánh lại tiên. Vì thế nàng cũng không nghi ngờ kết quả Hoa Hương Hương có thể giết chết Hạ Thiên, nhưng bây giờ sự thật tàn khốc đã tàn phá giấc mộng của nàng, Hoa Hương Hương đã chết, Hạ Thiên vẫn còn sống tốt. Nhưng bởi vì như thế mà bây giờ Lục Tiểu Oánh hết sức sợ hãi. Cũng vì sợ hãi mà nàng sử dụng phương án cuối cùng, trước kia Nhạc Chi Phong không muốn dùng, bây giờ thì được nàng áp dụng. Ta không có cha mẹ.
Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta cũng ghét những kẻ dám uy hiếp mình. Hạ Thiên búng ra một ngón tay, một luồng chân khí tiến vào trong người Lục Tiểu Oánh, người này chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã ngã xuống đất. Hoa Hương Hương chết đi rất khó hiểu, trước khi chết còn nói một lời làm cho Hạ Thiên cực kỳ bất an, vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, sau khi giải quyết Lục Tiểu Oánh thì quay sang nhìn Nhạc lão gia. Ông lão, bây giờ đến lượt ông đã thích đứa cháu dâu này, vậy thì xuống điện Diêm Vương với cô ta đi. Ngươi dám giết ta? Nhạc lão gia lên tiếng, nhưng vừa nói được vài chữ thì cũng ngã xuống. Có thể cha mẹ cậu. Mị Nhi không khỏi mở miệng. Tôi không có cha mẹ. Hạ Thiên lại nói ra câu nói vừa rồi, sau đó hắn ôm Mị Nhi chạy đi, một lát sau đã đi đến Y Nhân Các. Thật ra Y Tiểu Âm sợ rằng cũng không biết Hạ Thiên đã lặng lẽ đặt lên người nàng một cái dấu ấn tinh thần, vì vậy hắn không cần hỏi cũng biết nàng đã về đến Y Nhân Các, không còn ở trong bệnh viện. Cậu đi vào tìm Y Tiểu Âm, tôi ở đây chờ là được. Mị Nhi nhìn Y Tiểu Âm ngồi trong đình, nàng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói gì, hắn buông vòng eo của Mị Nhi và lóe người đi vào bên trong. Mị Nhi lấy điện thoại ra bấm số của Mộc Hàm. Mộc Hàm, Sắc Lang kia vừa xử lý Lục Tiểu Oánh và Nhạc lão gia, chị xử lý đi. À, Lục Tiểu Oánh kia nói cha mẹ của Hạ Thiên nằm trong tay cô ta, tuy Sắc Lang kia nói mình không có cha mẹ nhưng chị cũng nên cứu bọn họ ra. Tổ trọng án phân cục Thành Đông. Phòng thẩm vấn số 1. Tống Vệ Dân nhìn người phụ nữ đối diện mà nhíu mày, người phụ nữ này rất xinh xắn, cách ăn mặc cũng ưu nhã khéo léo nhưng một người chồng chết chưa lâu mà ăn mặc như vậy thì đúng là có vấn đề. Đái Bội Na, chúng tôi cho mời cô đến, chính là muốn cô phối hợp điều tra vụ án chồng cô hiểu chưa? Tống Vệ Dân cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình thản, cũng không tạo áp lực cho Đái Bội Na. Hiểu. Đái Bội Na gật đầu. Chồng bị cô giết sao? Tống Vệ Dân chợt hỏi. Sao? Đái Bội Na đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Tống Vệ Dân. Không, không có, không phải tôi, không liên quan gì đến tôi. Khi tôi hỏi cô về vấn đề đầu tiên, cô cũng không phản bác, cũng không tỏ ra bất ngờ, nói cách khác thì thật ra cô biết chồng mình bị mưu sát. Tống Vệ Dân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đái Bội Na. Cô là người phụ nữ thông minh. Nếu không cô chỉ là một người mẫu không mấy danh tiếng mà có thể làm vợ của Tống Khiêm, mà cô đã thông minh thì tôi hy vọng cô không nên làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng tôi thật sự không giết chồng, chồng rất tốt với tôi, bình thường tôi muốn tiêu xài thế nào cũng được, tôi giết anh ấy cũng không có lợi lộc gì. Đái Bội Na vội vàng nói. Tôi tin cô không giết anh ta, nhưng tôi cũng tin cô nhất định biết ai làm điều này. Đái Bội Na, cô nên biết Tống Khiêm có quan hệ không tệ với Tống gia. Nếu cô nói thật thì còn có thể sống, nếu không thì Tống gia sẽ cho cô biết tay. Tống Vệ Dân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đái Bội Na. Bây giờ tôi không dùng thân phận cảnh sát để nói chuyện với cô, những lời này tôi cũng không ghi vào lời khai, cô là người thông minh, nên biết lựa chọn thế nào. Tôi không phải không muốn nói, nhưng nếu tôi nói ra thì cũng không ai tin, cũng cho rằng tôi nói dối, cho rằng tôi giết chồng, vì vậy tôi thật sự không dám nói. Vẻ mặt Đái Bội Na có chút bối rối, thế lực của Tống Qua quá mạnh, nàng tất nhiên biết rõ, nàng biết Tống Vệ Dân là con cháu dòng chính, lời nói của đối phương tuyệt đối không phải chỉ là dọa nàng, mà là nói được làm được. Nói hay không là chuyện của cô, mà tin hay không là vấn đề của tôi, cô chỉ cần nói ra là được. Tống Vệ Dân thản nhiên nói. Bây giờ cô nói đi, ai giết Tống Khiêm? Vẻ mặt Đái Bội Na chợt biến đổi, nàng do dự một lúc, cuối cùng mới ấp úng nói. Giết chồng tôi có thể không phải là người. Chương 1422, tôi muốn đi theo bảo vệ chị. Đái Bội Na, cô đang lừa dối ai vậy? Vưu Tư ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được. Không phải người thì chẳng lẽ là quỷ sao? Tôi đã nói các người sẽ không tin, tôi thật sự hoài nghi tên kia là quỷ. Đái Bội Na tỏ ra rất phiền não. Vì vậy tôi mới không dám nói. Đái Bội Na, trên đời này không có quỷ. Tống Vệ Dân thản nhiên nói. Có ít người có lẽ cũng giống như người thường nhưng vẫn là người, bây giờ cô nói cho tôi biết, tên giết Tống Khiêm rốt cuộc có bộ dạng gì. Thật ra nhìn hắn cũng không giống gì chúng ta, có mũi có mắt, cao cao gầy gầy, giữa lông mày có một vết sẹo, chính hắn nói đó là vết kiếm, hơn nữa còn nói mình là quan kiếm hùng, nói mình là tiên nhân, nói cái gì là có thể sủng hạnh tôi là phúc khí của tôi. Đái Bội Na vừa nói vừa nghẹn ngào. Tóm lại hắn vừa xuất hiện và vung tay lên thì chồng tôi đã chết,
sau đó hắn cưỡng gian tôi suốt một ngày một đêm, sau đó hắn chơi chán thì thay đổi một người phụ nữ khác, cứ như vậy. Cái gì, cô bị cưỡng gian? Vưu Tư chợt kinh hãi, đều là phụ nữ, nàng hình như có chút đồng tình với Đái Bội Na, đồng thời cũng rất khó hiểu. Vì sao cô không báo cảnh sát? Quan Kiếm Hùng kia bay qua cửa sổ nhà tôi, lúc rời đi thì bay ra ngoài, tôi báo cảnh sát thì sẽ có người tin sao? Bọn họ nhất định sẽ nói là tôi thêu dệt vô cớ, sợ rằng sẽ còn cho rằng tôi là người cấu kết kẻ khác để hại chết chồng mình. Tôi không còn cách nào khác nên chỉ có thể áp dụng biện pháp không nói gì cả. Đái Bội Na khẽ nói. Vưu Tư chợt cau mày. Tên phạm tội giết người kia có thể bay sao? Đúng vậy, hắn không phải chỉ có thể bay, hơn nữa còn có thể cách không lấy vật, tùy tiện vẫy tay thì đã có một vật cách xa vài mét bay đến, vì vậy tôi hoài nghi hắn không phải là người. Tuy hắn xưng mình là tiên nhân nhưng tôi lại nghĩ giống quỷ hơn, không thì sao có thể bay? Đái Bội Na nói đến đây thì đưa mắt nhìn Tống Vệ Dân. Cảnh sát Tống, anh nhất định phải tin tưởng tôi. Tôi thật sự không nói dối, trước đó tôi không dám nói vì sợ rằng sẽ không ai tin. Tôi tin tưởng cô. Tống Vệ Dân trả lời vượt ra ngoài dự đoán của Đái Bội Na, đồng thời cũng làm cho nàng thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng, vì vậy mà nàng thiếu chút nữa thì té ngã xuống ghế. Cảnh sát Tống, anh thật sự tin tưởng tôi sao? Đái Bội Na vẫn có chút khó tin. Tôi tin tưởng cô, tôi còn muốn mời cô giúp một việc. Tống Vệ Dân thản nhiên nói. Cô còn nhớ rõ tên Quan Kiếm Hùng tự xưng là tiên nhân chứ? À, rất rõ ràng. Đái Bội Na gật đầu. Cảnh sát Tống, có phải anh muốn tôi đi làm ảnh truy nã? Điều này cũng không có vấn đề, tôi sẽ đi làm ngay. Cô đã hiểu như vậy thì tốt, Vưu Tư, cô đưa Bội Na tiểu thư đi vẽ ảnh, sau đó đưa cô ấy đến phòng làm việc của tôi. Tống Vệ Dân nói xong thì đứng lên, sau đó hắn rời khỏi phòng thẩm vấn, nhanh chóng quay về phòng mình. Quan Kiếm Hùng sao? Tống Vệ Dân ngồi xuống, hắn nhắc đến cái tên này vài lần, sau đó khẽ cau mày, hắn tin lời Đái Bội Na, vì hắn biết rõ thật sự có loại người có khả năng như vậy. Ví dụ như vị tiểu thư mà hắn luôn hâm mộ, còn có em gái của hắn là Tống Ngọc Mị, hắn tin Hạ Thiên cũng có năng lực như thế. Cái gì gọi là tiên nhân? Chẳng qua chỉ là người có năng lực mạnh mẽ mà thôi, cũng chỉ là người, tùy ý giết người cưỡng gian vợ, rõ ràng là trà đạp luân lý và pháp luật. Có khác gì cầm thú? Tống Vệ Dân mơ hồ có chút tức giận, nhưng lửa giận này cũng nhanh chóng chuyển rời lên người Hạ Thiên. Hạ Thiên kia rốt cuộc có gì khác tên khốn Quan Kiếm Hùng chứ? Vì đố kỵ mà sinh hận, câu nói này thật sự rất đúng với Tống Vệ Dân, trước kia hắn dù có bất mãn với Hạ Thiên nhưng cũng không căm hận, nhưng sau khi biết Hạ Thiên và tiểu thư cùng bay song song với nhau, hắn thật sự sinh ra hận ý, đến bây giờ thì đã đến mức khó thể vãn hồi. Hạ Thiên, ngươi không xứng với tiểu thư. Tống Vệ Dân thầm cảm thấy trong lòng đau đớn. Ngươi nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ để có được tiểu thư. Tổ trưởng, anh không sao đấy chứ? Một âm thanh ân cần vang lên, chính là Vu Tiến. Vẻ mặt của anh nhìn có vẻ không tốt lắm. Không có gì. Tống Vệ Dân phục hồi tinh thần lại, hắn dù căm hận Hạ Thiên nhưng vẫn biết rõ bây giờ mình không có năng lực tranh cao thấp, nhưng bây giờ hắn đã thấy được ánh rạng đông. Hắn bắt đầu ý thức được rằng Hạ Thiên cũng không phải là vô địch. Thế giới này còn có nhiều người hùng mạnh như Hạ Thiên, ví dụ như tên Quan Kiếm Hùng kia. Tổ trưởng, Đái Bội Na đang vẽ hình nghi phạm, có phải anh còn có việc cần tôi đi làm không? Vưu Tư mở miệng hỏi. Căn cứ vào những gì Đái Bội Na đã nói thì Quan Kiếm Hùng sẽ không phải lần đầu tiên làm việc ác như vậy, cũng không phải là lần cuối cùng, vì vậy tôi cần cô đi điều tra xem còn có những vụ án như vậy hay không. Tống Vệ Dân gật đầu. Mặt khác Quan Kiếm Hùng cũng sẽ không cố gắng che giấu hành tung của mình, vì thế sau khi Đái Bội Na vẽ xong hình, cô hãy phân phát hình ảnh ra khắp nơi, để xem có ai gặp được hắn hay không. Hiểu rõ, tổ trưởng, tôi sẽ làm ngay. Vưu Tư gật đầu và xoay người bỏ đi. Y Nhân Các, vợ Y, Lục Tiểu Oánh sẽ không còn đến tìm chị nữa. Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Y Tiểu Âm, hắn thuận tay ôm eo nàng. Thả tôi ra. Y Tiểu Âm vùng vẫy. Vợ Y, chỉ ôm một cái mà thôi, chị cũng đừng kích động như vậy. Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ Y này thật sự là còn khó phục tùng hơn cả em chân dài nữa. Đừng đụng vào tiểu thư. A Cửu cũng trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn A Cửu. Chủ nhân nói chuyện thì nha hoàn đừng xen vào. Anh! A Cửu bị chọc tức, nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên,
rõ ràng là hận không thể cắn chết hắn. Hạ Thiên lúc này thật sự thả lỏng vòng eo của Y Tiểu Âm. Vợ y, chị biết là ai cắm sừng Nhạc Chi Phong không? Chị sẽ không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Tôi không có hứng thú với những chuyện như vậy. Y Tiểu Âm vẫn rất lãnh đạm. Vợ y, chị sẽ không thể ngờ được, đừng nói là không ngờ, trước đó tôi cũng không ngờ người cắm sừng Nhạc Chi Phong chính là ông nội của hắn. Ha ha, thiếu chút nữa thì làm tôi chết cười. Hạ Thiên cũng không có lời nào khác, đành phải nói ra sự kiện vừa rồi. Cậu đừng nói hưu nói vượt, Nhạc lão gia đã hơn 90 tuổi rồi. A Cửu nhìn không được phải quát lên với Hạ Thiên. Hơn 90 thì làm sao? Hơn nữa lão già kia trông có vẻ rất trẻ. À, nghe vợ Mị Nhi nói thì lão già kia ít nhất cũng trẻ đi 30 tuổi, có lẽ là sử dụng đan dược gì đó kéo dài tuổi thọ. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ y, nếu chị không tin thì có thể hỏi vợ Mị Nhi. Đan dược kéo dài tuổi thọ. Y Tiểu Âm hình như có chút hứng thú. Hèn gì gần đây ở thủ đô có không ít người đứng về phía Lục Tiểu Oánh, tôi nghe nói Lục Tiểu Oánh hình như có tiên dược kéo dài tuổi thọ. À, có lẽ là do người phụ nữ tên là Hoa Hương Hương kia làm cho cô ta, tôi đã tìm được vài bình đan dược trên người cô ta, chờ thời gian nghiên cứu xem thế nào. Hạ Thiên cười hì hì với Y Tiểu Âm. Nhưng vợ y, đan dược kéo dài tuổi thọ là vô tác dụng với chị, có tôi ở đây thì chị có thể trường sinh bất lão, căn bản không cần đan dược gì cả. Hoa Hương Hương là ai? A Cửu không nhịn được phải hỏi. Lần này Hạ Thiên lại trả lời vấn đề của nàng. Chính là núi lớn mà người phụ nữ ngu ngốc Lục Tiểu Oánh kia dựa vào, cô ta cho rằng Hoa Hương Hương có thể xử lý tôi, đáng tiếc là bị tôi dùng một chưởng đánh chết. Lục Tiểu Oánh thế nào rồi? A Cửu hỏi. Chết rồi. Hạ Thiên hời hợt nói. Cậu xử lý cô ta sao? Y Tiểu Âm khẽ nhíu mày. Tất nhiên, kẻ nào dám làm phiền vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ xử lý. Hạ Thiên rõ ràng không coi đó là chuyện gì lớn. Còn Nhạc lão gia? Y Tiểu Âm lại hỏi. Cũng đã chết. Hạ Thiên vẫn không hề quan tâm. Cái gì? Vẻ mặt A Cửu chợt biến đổi. Anh dám xử lý cả Nhạc lão gia? A Cửu cũng không nói hết lời, nhưng ánh mắt của nàng nhìn Hạ Thiên có chút quỷ dị. Anh đây không gì không dám làm. Hạ Thiên nhìn A Cửu. Vì vậy cô đừng cho rằng tôi không dám đánh cô, nếu không phải nể mặt vợ y, tôi đã sớm đánh cô 18 lần rồi. Khi nào thì cậu có rảnh rỗi để chữa bệnh? Y Tiểu Âm chợt hỏi. Đã có rất nhiều người đặt lịch hẹn ở bệnh viện Y Nhân Các. À, để một thời gian nữa đã, lúc này ở thủ đô không an toàn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Không an toàn sao? Y Tiểu Âm có chút mất vui. Cậu cũng thấy có địa phương không an toàn sao? Cậu nếu không muốn thực hiện lời hứa thì cứ nói thẳng, đừng kiếm cớ này nọ. Vợ y, thật sự là không an toàn. Không thì tôi đến thủ đô làm gì? Hạ Thiên giải thích. Ví dụ như Hoa Hương Hương ở bên cạnh Lục Tiểu Oánh. À, nói đơn giản thì mạnh hơn những người trước kia tôi gặp biết bao nhiêu lần. Ngay cả vợ Mị Nhi cũng không phải là đối thủ của cô ta. Vì vậy chị nghĩ xem cô ta lợi hại thế nào. Lúc này trong thủ đô còn có ba kẻ như vậy. À, có lẽ là bốn người. Vì vậy có thể nói là ở thủ đô không còn an toàn nữa rồi. Y Tiểu Âm đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Tuy nàng đến bây giờ vẫn chưa tha thứ cho hắn. Nhưng nàng có thể thấy đối phương không nói chơi, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, vì sao trong thủ đô lại có nhiều nhân vật lợi hại như thế. Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Y Tiểu Âm tức giận nói, nàng hoàn toàn không hỏi xem Hạ Thiên rốt cuộc muốn gì. Nhưng Hạ Thiên vẫn nói ra quyết định của mình. Vợ y, tôi quyết định từ bây giờ sẽ đi theo bảo vệ chị. Chương 1423, không phải là vì bảo vệ chị. Tôi không cần cậu bảo vệ. Y Tiểu Âm trả lời, điều này cũng không phải có điều gì bất ngờ, nàng không muốn được Hạ Thiên bảo vệ, càng không muốn được hắn bảo vệ ở sát bên cạnh mình. Đúng vậy, tiểu thư không cần bảo vệ, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư. A Cửu cũng dùng ánh mắt tràn đầy bất mãn nhìn Hạ Thiên, tên khốn này muốn bảo vệ bên cạnh tiểu thư sao? Nếu bảo vệ như vậy thì tiểu thư nhất định sẽ bị biển thủ. Cô bảo vệ mình còn chưa xong, còn muốn bảo vệ vợ tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Cửu. Với loại người như anh mà dám không biết xấu hổ nói muốn bảo vệ tiểu thư sao? A Cửu cũng không yếu thế. A Cửu, đừng cãi nhau nữa. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, nàng nhìn Hạ Thiên. Tóm lại là tôi không cần cậu bảo vệ, nếu như vậy thì cậu có thể đi, không cần phải xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Y Tiểu Âm, hắn rất muốn cho vợ y này một trận, nhưng khi nhìn người vợ non nớt xinh đẹp này vài lần thì hắn lại không nỡ đánh, vì vậy một lúc lâu sau hắn mới bực bội nói. Được rồi, vợ y, tôi sẽ không bảo vệ chị, nhưng bây giờ chị không an toàn, tôi sẽ cho vợ Mị Nhi đi bảo vệ sát bên cạnh chị, như vậy không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Y Tiểu Âm cũng kiên quyết đồng ý, nàng cũng không nhất định không muốn kẻ khác bảo vệ, chẳng qua chỉ không muốn Hạ Thiên bảo vệ mình mà thôi, nếu đổi lại là một người khác thì nàng sẽ thật sự không có ý kiến gì. Vợ y, chị nói không có vấn đề, như vậy cũng không được đổi ý đấy nhé. Hạ Thiên vội vàng nói. Sự việc này quá tốt, có gì mà đổi ý? Y Tiểu Âm tức giận nói. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn hô lên với vợ Mị Nhi cách đó không xa. Vợ Mị Nhi, chị đến đây. Có chuyện gì sao? Bóng đen lóe lên, Mị Nhi xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Vợ Mị Nhi, một thời gian sau chị sẽ tạm thời bảo vệ bên cạnh vợ y được không? Hạ Thiên bắt đầu trưng cầu ý kiến của Mị Nhi. Mị Nhi đưa mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng gật đầu. Cậu muốn như vậy thì cứ làm, tôi không có vấn đề. Mị Nhi nói không có vấn đề nhưng lại đang chửi mắng Hạ Thiên, sắc lang chết tiệt này lại để cho mình bảo vệ Y Tiểu Âm, chẳng lẽ Y Tiểu Âm này quan trọng hơn mình? Mị Nhi tiểu thư, như vậy thì làm phiền chị rồi. Y Tiểu Âm lại khách khí bắt chuyện với Mị Nhi. Này, nếu đã có người bảo vệ cho tiểu thư, anh có thể đi được chưa? A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nàng bắt đầu đuổi người. Đi sao? Hạ Thiên tỏ ra kinh ngạc. Sao tôi phải đi? Anh! A Cửu chợt bị chọc tức, nào có người vô sỉ như vậy? Y Tiểu Âm có hơi nhíu mày, nàng nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói có chút mất vui. Nếu đã có Mị Nhi tiểu thư bảo vệ tôi, cậu cũng không cần phải ở đây làm gì cho mệt. Vợ y, chị nói không sai, chị thật sự không cần tôi bảo vệ. Hạ Thiên gật đầu chăm chú. Nhưng vợ y, tôi ở đây cũng không phải bảo vệ chị. Vậy cậu muốn gì? Y Tiểu Âm có chút căm tức, người này muốn làm gì? Tôi bảo vệ cho vợ Mị Nhi. Hạ Thiên trả lời rất chân thành. Cậu! Y Tiểu Âm cũng bị chọc tức. Cậu đùa giỡn với tôi sao? Không! Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Vợ y, nếu chị không tin thì cứ hỏi vợ Mị Nhi, tôi đến thủ đô là vì bảo vệ cho chị ấy. Cậu ấy thật sự đến đây để bảo vệ tôi. Mị Nhi dùng giọng ôn hòa nói. Lần này thì Y Tiểu Âm không còn gì để nói. Vô lại không biết xấu hổ. A Cửu lại tức giận mắng một câu, người này rõ ràng dùng phương án mặt dày mày dạn để ở lại bên cạnh tiểu thư nhà mình. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến A Cửu, hắn cười hì hì với Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, cũng là chị ngoan nhất, để tôi ôm một cái nào. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nàng cũng không quan tâm đến hắn. Nhưng Mị Nhi không quan tâm thì không có nghĩa là Hạ Thiên không quan tâm, vì vậy mà hắn nhào đến ôm nàng, gỡ kính râm xuống. Thời gian qua Mị Nhi đeo kính râm cả ngày, giống như không muốn cho người ta thấy gương mặt xinh đẹp của mình. Đây là lần đầu tiên Y Tiểu Âm được thấy dáng điệu thật sự của Y Tiểu Âm, nàng cũng nghe đồn Mị Nhi rất đẹp nhưng bây giờ nhìn qua thì mới biết, rất đẹp cũng không đủ để miêu tả về Mị Nhi, rõ ràng dung mạo của đối phương đã vượt xa sự tưởng tượng của nàng. A Cửu cũng hơi ngây người, điều này, Mị Nhi kia dáng người tốt hơn cả tiểu thư, gương mặt sao lại có vẻ hấp dẫn hơn cả tiểu thư như vậy? Không đúng, phải là tiểu thư hấp dẫn hơn. A Cửu tự nói với mình như vậy, nàng không thể phản bội tiểu thư, vì vậy mà tiểu thư nhà nàng là xinh đẹp nhất. Y Tiểu Âm tất nhiên không biết những suy nghĩ rối loạn của A Cửu, trong lòng nàng có ý nghĩ cổ quái, tên khốn Hạ Thiên kia đang khoe vợ trước mặt nàng sao? Đối với đàn ông thì có được một người phụ nữ như Mị Nhi thật sự là đáng khoe khoang, nhưng tên khốn kia đã có quá nhiều phụ nữ, còn làm chuyện ngây thơ vậy sao? Khi trong đầu Y Tiểu Âm có ý nghĩ như vậy thì điện thoại vang lên, nàng lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt có hơi biến đổi, chuẩn bị rời đi. Vợ y, dù chị đến đâu nghe điện thoại thì tôi cũng có thể nghe được. Hạ Thiên nhắc nhở Y Tiểu Âm một câu. Y Tiểu Âm dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, cuối cùng nàng vẫn đứng yên nghe điện thoại. Chưa đến một phút sau thì Y Tiểu Âm đã cúp điện thoại, sau đó nàng nhìn A Cửu, giọng điệu bình tĩnh mà mơ hồ mang theo chút kích động. A Cửu, bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là môn chủ của Âm Y Môn. Tin tức Nhạc lão gia chết đi được truyền khắp giới thượng tầng ở thủ đô, chỉ cần phán đoán theo lẽ thường thì Nhạc lão gia hơn 90 tuổi chết đi cũng không có gì là lạ. Nhưng thực tế đám người biết chuyện lại đều hiểu rõ,
Nhạc lão gia chết đi cũng không đơn giản như vậy. Gần đây Lục Tiểu Oánh lấy danh hiệu Nhạc phu nhân để tiếp xúc với các nhân vật nổi tiếng ở thủ đô, mà Nhạc lão gia cũng lên tiếng giúp đỡ cho Lục Tiểu Oánh. Một vài người linh thông tin tức đã biết Lục Tiểu Oánh đang đấu tranh gay gắt với Y Tiểu Âm. Bọn họ không hiểu nguyên nhân để hai bên tranh đấu, nhưng Lục Tiểu Oánh công bố với bên ngoài mình là đồng môn của Y Tiểu Âm, các nàng đang tranh giành nhau danh hiệu đệ nhất thần y ở thủ đô. Bây giờ chuỗi bệnh viện y nhân các của Y Tiểu Âm cũng có danh tiếng không nhỏ, ở thủ đô có rất nhiều người biết, thậm chí cũng có nhiều người biết chuyện Giang Đại Lực gây phiền cho Y Tiểu Âm. Thật ra cũng có rất nhiều người đứng về phía Y Tiểu Âm, dù sao Lục Tiểu Oánh cũng xuất hiện không lâu, còn Nhạc lão gia dù sao cũng đã già, sống cũng không được vài năm, tuy trước kia có nhiều lực ảnh hưởng nhưng bây giờ còn mấy ai quan tâm. Chỉ là lúc đó có nhiều người nghe nói Lục Tiểu Oánh có thể giúp kéo dài tuổi thọ, đồng thời còn tận mắt thấy Nhạc lão gia khỏe mạnh trở lại, bọn họ bắt đầu có chút dao động. Những khi có bệnh nan y thì bọn họ cần Y Tiểu Âm, còn khi hết bệnh thì tất nhiên bọn họ cần sự trường thọ. Tất nhiên dao động thì dao động nhưng những người này cũng không dám lập tức nhào về phía Lục Tiểu Oánh, vì vậy điều bọn họ cần làm vào lúc này chính là đứng từ xa quan sát, vì bọn họ đều cố kỵ một thân phận của Y Tiểu Âm, đó chính là nữ nhân của Hạ Thiên. Nếu như nói bây giờ ở thủ đô không ai thèm quan tâm Hạ Thiên thì rõ ràng không phải kẻ ngu cũng là thằng điên, chưa đến nửa năm thì Hạ Thiên đã hủy diệt vài gia tộc ở thủ đô, mỗi tên coi Hạ Thiên không ra gì để có một kết cục dùng hai từ bi thảm để miêu tả. Vì vậy dù một số người thật sự động tâm vì cái gọi là kéo dài tuổi thọ của Lục Tiểu Oánh, nhưng bọn họ vẫn chưa dám ruồng bỏ Y Tiểu Âm. Lúc này các thế lực khắp thủ đô đều có sự ăn ý, trước khi Lục Tiểu Oánh và Y Tiểu Âm chưa đấu tranh phân thắng bại thì bọn họ tuyệt đối không ngã bài, chỉ là lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Khi mọi người nhận được tin Hạ Thiên về thủ đô thì đều chờ đợi, cùng chờ phản ứng của hắn. Khi bọn họ biết được tin Nhạc lão gia đột nhiên qua đời thì ai cũng xem là may mắn vì thái độ bàng quan trước đó của mình. Dù không có chứng cứ nhưng ai cũng cảm thấy Nhạc lão gia chết đi tuyệt đối là do Hạ Thiên làm, mà bọn họ biết không riêng gì Nhạc lão gia chết đi, Lục Tiểu Oánh cũng chết, nói cách khác thì Y Tiểu Âm và Lục Tiểu Oánh tranh đấu với nhau, Y Tiểu Âm đã thắng. Mỗi người đều không cảm thấy bất ngờ với kết quả này nhưng lại có chút thất vọng, vì thật ra có nhiều người hy vọng Hạ Thiên sẽ bại một lần. Nhưng đáng tiếc là mỗi lần như vậy Hạ Thiên đều thắng. Trong lòng mỗi người đều bùng lên ý lạnh, vì bọn họ dù là ai cũng không ngờ Hạ Thiên lại chọn phương thức đơn giản như vậy để ra tay, rõ ràng quá gọn, không dùng mánh khóe gì mà trực tiếp xử lý Nhạc lão gia mà Lục Tiểu Oánh. Ai cũng tin nếu mình đắc tội với Hạ Thiên, sợ rằng sẽ bị hắn xử lý một cách dứt khoát và đơn giản như thế. Nhạc lão gia chết đi làm cho đám người thủ đô lại một lần nữa thấy được tình huống Hạ Thiên xử lý kẻ khác không chớp mắt. Lục Tiểu Oánh chết đi lại làm cho vị môn chủ Âm Y môn chưa từng xuất hiện chợt quyết đoán giao vị trí của mình cho Y Tiểu Âm. Không quan tâm Y Tiểu Âm có thừa nhận hay không, nàng không thể không thừa nhận một vấn đề, đó là nàng có được vị trí môn chủ nhờ vào thực lực của chính mình. Tuy bây giờ Hạ Thiên giúp nàng có được nó, nhưng nàng tin dù không có hắn thì vài ba năm sau nàng cũng sẽ đạt được vị trí mình mơ ước. Hạ Thiên, ngươi đến rất đúng lúc. Lúc này Tống Vệ Dân ở phân cục công an quận Đông đã nhận được tin tức Hạ Thiên đến thủ đô, trong mắt hắn có chút hưng phấn, trên màn hình máy tính của hắn có một tấm ảnh, đây không còn là Phó Bình Quang, là một người đàn ông cao gầy có một vết sẹo nơi chân mày, là Quan Kiếm Hùng. Chương 1424, cho các ngươi tự giết nhau. Đái Bội Na nhớ rất rõ tướng mạo của Quan Kiếm Hùng, vì vậy tấm hình này cũng tương đối giống, nếu là Quan Kiếm Hùng được thấy tấm hình này thì chắc chắn cũng sẽ cảm thấy giống như đúc. Lúc này Tống Vệ Dân cũng biết được một tin tức, không hề chỉ là tướng mạo của Quan Kiếm Hùng, đó là Vưu Tư đã điều được gần 10 vụ án giống như vậy ở các phân cục khác, hầu như đều là chồng bị giết, vợ xinh đẹp bị hãm hiếp. Nhưng vì căn cứ báo án không chính xác, cảnh sát xem đó chỉ là bừa bãi, mà những vụ án này phát sinh ở các khu vực khác nhau, vì vậy nêu không được coi trọng. Nhưng những căn cứ bừa bãi kia lại được Tống Vệ Dân coi là tin tức hữu dụng. Sau khi hắn được xem những chứng cứ kia thì cuối cùng cũng xác định được một sự kiện, đó là ngoài Quan Kiếm Hùng còn có một người khác, một tên không tham dự sâu vào những vụ án kia. Nhưng đối với Tống Vệ Dân thì chỉ cần biết rõ là được, thì ra đối phương còn có một người trợ lực nữa. Giết chồng người ta, hãm hiếp vợ, Quan Kiếm Hùng này rõ ràng là loại cùng hung cực ác, thật sự còn không bằng Hạ Thiên. Tống Vệ Dân thầm suy nghĩ rồi nói, hắn càng tin Quan Kiếm Hùng đã làm nhiều chuyện hơn. Không phải chỉ là vài vụ án mà cảnh sát nhận được, có lẽ cũng có nhiều bị hại không dám báo cáo như Đái Bội Na vậy. Tống Vệ Dân nhìn vào tấm ảnh trên màn hình máy tính, sau đó hắn nở nụ cười hung ác.
Quan Kiếm Hùng, Hạ Thiên, các ngươi đã là cá mè một lứa, vậy sẽ để cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Quan Kiếm Hùng, hy người sẽ không cho ta thất vọng. Lúc này Tống Vệ Dân đã có một kế hoạch để cho Quan Kiếm Hùng giết chết Hạ Thiên. Khi Tống Vệ Dân đem lực chú ý rời khỏi Phó Bình Quang và chuyển lên người của Quan Kiếm Hùng, hắn thật sự không biết, lúc này Phó Bình Quang đã rời khỏi thủ đô, một mình đi trên đường rời khỏi thủ đô. Phó Bình Quang không mang theo bất kỳ hành lý gì, cũng không nhờ bất kỳ phương tiện giao thông nào, hắn cứ như vậy mà đi trên đường. Nhìn thì có vẻ không nhanh nhưng nếu có ai chú ý thì phát hiện ra vấn đề, đó là một giây sau hắn ở chỗ này nhưng một giây sau lại ở vị trí cách xa hơn 10 mét. Anh đẹp trai, muốn đi nhờ xe không? Một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh Phó Bình Quang, lái xe là một cô gái trẻ trang điểm hơi nồng, giọng điệu cực kỳ quyến rũ. Phó Bình Quang thật sự rất đẹp trai, là loại hình mà các cô gái yêu mến, vì vậy mà người phụ nữ này lên tiếng cũng không có gì là lạ. Nhưng kỳ lạ là phản ứng của Phó Bình Quang, hắn cũng không thèm nhìn cô gái kia mà chỉ nói ra một chữ. Cút! Khỉ thật, người có bệnh sao? Bà cho đi nhờ xe là để mắt đến mày. Cô gái trẻ vốn định cho Phó Bình Quang đi xe để kiếm một hành trình ướt át, không ngờ nghe được một chữ cút, vì vậy mà nổi giận, tức quá hóa khùng. Phó Bình Quang cuối cùng cũng quay đầu, trong mắt lóe lên hai luồng tinh quang, sau đó âm thanh của người phụ nữ chợt im bặt, đầu nghiêng qua một bên, ngã xuống ghế, không còn tiếng động. Con kiến hôi! Phó Bình Quang nhàn nhạt nói ra vài chữ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đến tối, trong một gian phòng thương vụ của một khách sạn ở thủ đô, ba người Tiêu Đại Minh, Vương Tú Phân và Tiêu Tiểu Kiện đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trước mặt bọn họ đặt cà phê và vài món đồ uống khác cùng với các món điểm tâm, Tiêu Tiểu Kiện đang ăn, Tiêu Đại Minh và Vương Tú Phân lại không cảm thấy ngon miệng cho lắm. Họa có thể là phúc, phúc có thể là họa. Tiêu Đại Minh không phải là lần đầu tiên nghe được câu nói này, nhưng gần đây hắn thật sự có thể nghiệm rất sâu với những lời này. Con trai Tiêu Tiểu Kiện của Tiêu Đại Minh gặp bệnh nan y, điều này từng làm cho hắn tuyệt vọng, nhưng vào đúng lúc tuyệt vọng thì đột nhiên trở nên hết bệnh. Hơn nữa không lâu sau hắn còn nhận được một tin tức chuẩn xác của một đứa con trai khác, có người nói cho hắn biết con của mình ở thủ đô, hơn nữa còn là đệ nhất thần y, tên là Hạ Thiên. Nhưng khi Tiêu Đại Minh kích động đến thủ đô thì hoàn toàn chưa được gặp Hạ Thiên đã bị người ta bắt lại, sau đó vài ngày thì vợ con đều bị bắt đến cùng giam một chỗ. Cứ như vậy mà cả nhà bọn họ bị giam cầm hơn 10 ngày nay, dù trong khoảng thời gian qua bọn họ chưa từng chịu sự tra tấn nhưng dày vò tinh thần cũng rất cao. 2 giờ trước đó cả nhà Tiêu Đại Minh được cứu ra, sau đó được đưa đến khách sạn này, nhưng sau đó bọn họ lại giống như bị giam lỏng, vì cửa khách sạn có 2 người trông coi bọn họ, 2 người kia nói bọn họ chờ ở đây, sẽ có người đến gặp. Tất nhiên lúc này giam lỏng là khác hẳn với trước đó, bọn họ ngoài không được ra ngoài thì có đủ đãi ngộ khá tốt. Vì thế mà Tiêu Tiểu Kiện có thể ăn được khá nhiều, phải biết rằng vài ngày trước đó bọn họ cũng không được ăn uống tốt đẹp gì. Bố, mẹ, cả hai cũng đừng khổ sở gì nữa, đã được cứu thoát rồi, mọi người còn lo lắng cái gì nữa. Tiểu Kiện, có phải là không có việc hay chăng, mọi việc còn chưa biết được. Tiêu Đại Minh lắc đầu. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết ai bắt mình, cũng không biết là ai đã cứu chúng ta. Bố chỉ nghĩ cho sự việc phức tạp lên mà thôi. Theo con thấy thì việc này rất đơn giản, bắt chúng ta chính là kẻ địch của anh trai, cứu chúng ta tất nhiên là anh trai. Nếu không thì bố mẹ nghĩ lại xem, chúng ta không có thân thích ở thủ đô, cũng không có kẻ thù gì, như vậy ai bắt và cứu chúng ta? Tiêu Tiểu Kiện nhanh chóng nói. Không tin đợi lát nữa bố mẹ sẽ biết, con nghĩ không bao lâu nữa anh sẽ đến. Nếu thật sự như lời con nói thì quá tốt. Tiêu Đại Minh thở dài. Tuy hắn cảm thấy Tiêu Tiểu Kiện nói rất có lý nhưng vẫn cảm giác Hạ Thiên sẽ không đến đây. Tiếng gõ cửa vang lên, cũng không chờ người bên trong đáp lại, cửa phòng đã mở. Ôi, mỹ nữ! Tiêu Tiểu Kiện há hốc mồm, người ngoài cửa không phải chỉ là mỹ nữ, còn là mỹ nữ người Lai. Cô là... Vương Tú Phân đưa mắt nhìn mỹ nữ tóc vàng gợi cảm, nàng có chút mê hoặc. Vị tiểu thư này, xin hỏi. Tiêu Đại Minh mở miệng muốn hỏi thứ gì đó. Á, tôi nhớ ra rồi. Tiêu Tiểu Kiện chợt hô lên một tiếng. Cô chính là thiên sứ đến cùng thượng đế trong bệnh viện. Tôi không phải là thiên sứ, tôi là Mộc Hàm. Mỹ nữ tóc vàng thản nhiên nói. Cứu cậu không phải là thượng đế, là chồng tôi, là Hạ Thiên. Mộc Hàm không đợi Tiêu Tiểu Kiện tiếp tục lên tiếng, nàng quay sang nói với Tiêu Đại Minh. Tiêu tiên sinh,
tôi nghĩ có một số việc ông cũng biết, tôi cũng không loanh quanh. Chồng tôi nói anh ấy không có cha mẹ, mà sau này cũng chỉ mang họ Hạ, tôi nghĩ ông cũng hiểu, cậu ấy đã không còn nợ các người bất kỳ điều gì. Nhưng cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng không muốn nhiều năm sau có người nói chồng tôi không quan tâm tốt đến cha mẹ, vì vậy mới cứu mọi người ra. Mộc Hàm tiểu thư, chúng tôi. Tiêu Đại Minh muốn nói gì đó. Mộc Hàm lại lắc đầu cắt đứt lời Tiêu Đại Minh. Tiêu tiên sinh, tối nay mọi người ở đây nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ đưa mọi người về lại Cảng Thành. Tôi hy vọng sau khi các người quay về thì không cần nhắc với bất kỳ ai về chồng tôi. Tôi cũng hy vọng mọi người đừng nên tìm lý do tiếp cận chồng tôi, vì mỗi lần nghe được tên của các người thì cậu ấy đều rất mất vui, tôi không hy vọng cậu ấy mất vui. Mộc Hàm tiểu thư, tôi hiểu nên làm thế nào, là chúng tôi có lỗi với nó. Tiêu Đại Minh nói rất nhỏ. Đây là số điện thoại tư nhân của tôi. Mộc Hàm lấy ra một tờ danh thiếp, bên trên có số điện thoại, còn có tên của nàng. Các người chỉ có 3 cơ hội gọi đến số điện thoại này, chỉ cần các người điện thoại cho tôi, dù là gặp phải phiền toái gì tôi cũng giúp mọi người giải quyết. Nhưng các người phải nhớ kỹ, tôi chỉ cho ra 3 cơ hội, nếu sử dụng hết thì tôi sẽ không tiếp tục trợ giúp. Vì vậy tốt nhất là mọi người nên quý trọng cơ hội, không đến giai đoạn sinh tử tồn vong thì đừng sử dụng nó. Mộc Hàm bỏ danh thiếp xuống rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Tôi cũng không muốn nói nhiều, các người nghỉ ngơi sớm một chút, 7 giờ sáng mai sẽ có chuyên cơ đón các người. Mộc Hàm còn chưa nói dứt lời thì đã biến mất ở cửa ra vào, mà lúc này cửa phòng cũng đã bị đóng lại. Từ đầu đến cuối Mộc Hàm đều không có đám người Tiêu Đại Minh nhiều cơ hội nói chuyện, nàng chẳng qua chỉ muốn đến để tuyên bố quyết định của mình mà thôi. Đêm khuya, ở Y Nhân Các, Y Tiểu Âm và A Cửu đều đã chìm vào giấc ngủ, Mị Nhi vẫn đứng trong đình, nàng chỉ đến bảo vệ Y Tiểu Âm theo danh nghĩa mà thôi, vì vậy cũng không thật sự chạy vào cùng ngủ với đối phương. Nhưng nếu ngủ cùng với Y Tiểu Âm thì nàng thích ở trong ngôi đình này hơn. Sắc lang chết tiệt, nhưng Mị Nhi cũng không thoải mái. Nàng biết rõ là mình ghen ghét, vì nàng phát hiện Hạ Thiên luôn tìm cách nịnh nọt Y Tiểu Âm, ngay cả nàng cũng là thứ để hắn làm vừa lòng đối phương. Tuy nàng luôn phối hợp nhưng cũng không vui, chẳng lẽ nàng lại kém Y Tiểu Âm sao? Mị Nhi thật ra là một cô gái kiêu ngạo, nàng thật sự không cảm thấy mình kém ai, dù là Mộc Hàm hay Y Tiểu Âm, nàng thấy mình không thua gì cả. Nhưng có lẽ nàng không thật sự đối xử với Hạ Thiên như Mộc Hàm. Mị Nhi không phải không muốn đối xử tốt với Hạ Thiên. Nhưng nếu nàng giống như Mộc Hàm thì sẽ không còn là chính mình, vì vậy mà nàng vẫn sống như vậy, dù nàng chưa từng đối xử tốt với đàn ông nhưng với Hạ Thiên thì thật sự có chút cải biến. Một cảm giác báo động làm Mị Nhi bừng tỉnh, hầu như cùng lúc đó có một cặp bàn tay có lực ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, sau đó thuần thục trèo đèo lội suối. Thế nào, bị Y Tiểu Âm đuổi ra ngoài sao? Mị Nhi tức giận hỏi. Chương 1425, để tôi ăn một miếng trước. Thế nào rồi? Khi phát hiện Mị Nhi không phản đối thì Hạ Thiên càng nắm chắc cơ hội trèo đèo lội suối, đồng thời liên tục phủ nhận. Vợ Y không nỡ để cho tôi đi ra, vì vậy tôi thừa dịp chị ấy ngủ để lén chạy đến. Vợ Mị Nhi, tôi thật sự không nỡ để chị ngủ bên ngoài một mình, vì vậy mà cố ý đến tìm. Vậy cậu cứ đi vào cùng Y Tiểu Âm đi. Mị Nhi chợt hất bàn tay của Hạ Thiên đang đặt trên một bộ vị mẫn cảm và co giãn, nàng tức giận nói. Vợ Mị Nhi, bây giờ tôi không phải đang ở bên cạnh bảo vệ cho chị sao? Hạ Thiên cười hì hì nói, hắn lúc này thật sự xứng đáng với danh hiệu bảo vệ sát bên người, thật sự là dán sát vào người Mị Nhi. Lúc này bàn tay mà trước đó Mị Nhi đã hất văng ra lại tiếp tục leo lên đỉnh núi, đầu tiên là chậm rãi xoa nhẹ trên lớp áo da, vân vê, dần dần cảm thấy chưa đủ cảm giác vì có sự ngăn cản của quần áo, hắn kéo khóa áo ra, một tay tiến vào bên trong. Sau đó phủ lên ngọn núi nhọn không còn ngăn cách. Thân thể mềm mại của Mị Nhi khẽ run lên, sau đó nàng chợt vùng người nhưng không thoát ra. Cậu còn làm như vậy thì tôi sẽ đi. Mị Nhi có chút tức giận, sắc lang chết tiệt này không chiếm được tiện nghi của Y Tiểu Âm trong nhà, bây giờ chạy đến làm việc sằng bậy với mình sao? Vợ Mị Nhi, vẫn là chị nhỏ mọn như vậy. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn phải thu tay về, sau đó kéo Mị Nhi đến, ôm eo của nàng ngồi xuống. Vì Mị Nhi còn chưa kéo khóa lên, vì vậy mà bên trong cũng thấy rõ, bây giờ bọn họ đối mặt với nhau, Hạ Thiên tất nhiên có thể thấy được cảnh đẹp cực hạn trước ngực nàng, điều này làm hắn xúc động, hắn thì thào một câu. Vợ Mị Nhi, cho tôi ăn một miếng trước đi. Mị Nhi còn chưa hiểu ý của Hạ Thiên thì chợt cảm thấy một cảm giác tê dại từ ngực truyền đến,
chỉ sau nháy mắt thì toàn thân đã run lên không hiểu nguyên nhân. Nàng chợt nhảy dựng lên thoát khỏi cái ôm của Hạ Thiên, sau đó nhanh chóng kéo khóa lên, bảo hộ tất cả bộ vị hoàn mỹ trước ngực, nàng cũng không muốn bị tên sắc lang này ăn sạch. Cậu phải thành thật một chút, nếu không thì đi mà tìm Y Tiểu Âm. Mị Nhi dùng giọng mất vui nói. Được rồi, vợ Mị Nhi, tôi sẽ thành thật. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Tôi chỉ muốn ôm chị mà thôi. Không được ôm, ai bảo vừa rồi cậu không thành thật. Mị Nhi hừ khẽ một tiếng, người này được một tấc lại tiến thêm một thước, phải dạy cho một bài học mới được. Hạ Thiên chợt buồn bực, vợ không được ôm, vậy thì ngủ thế nào? Thôi được, tối nay xem ra không nên ngủ. Hạ Thiên nói thầm một câu, sau đó hắn nhìn Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, tôi dạy cho chị một bộ pháp còn tốt hơn cả. Phiêu miểu bộ. Bộ pháp gì? Mị Nhi hỏi. À, có hai loại bộ pháp, một cái gọi là chỉ xích thiên nhai, một cái gọi là xúc địa thành thốn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Nhưng, vợ Mị Nhi chỉ được chọn học một trong số đó mà thôi, cũng không thể được học hai cái một lúc. Tóm lại thì chị cứ thử xem, chị thích học thứ gì cũng được, đều mạnh hơn lúc này rất nhiều. Hạ Thiên đã nhiều lần được thấy sự tinh diệu của bộ pháp chỉ xích thiên nhai, mãi đến bây giờ hắn cũng biết rõ, lần trước mình xử lý được Bạch Vân Sơn cũng là nhờ may mắn. Nếu lúc đó Bạch Vân Sơn không liều mạng với mình mà dùng bộ pháp phối hợp với kỹ xảo tấn công, thì dù hắn có dùng dược lực để làm cho công lực tăng vọt, hắn có muốn chạy trốn cũng không dễ. Bộ pháp chỉ xích thiên nhai càng được biểu hiện tinh tế trên người của Cơ Thanh Ảnh, trước đó Nam Cung Yến có công lực hơn Cơ Thanh Ảnh một bậc, nhưng vẫn không có biện pháp gì với Cơ Thanh Ảnh. Lần này sau khi Hạ Thiên quay về Thanh Phong Sơn thì không còn cách nào khác để cầu sự hỗ trợ của Dạ Ngọc Mị, vì thế chỉ có thể xin thần tiên tỷ tỷ giúp đỡ, hỏi xem có bộ pháp chỉ xích thiên nhai hay không. Nhưng Nguyệt Thanh Nhã nói cho hắn biết, thật ra chỉ xích thiên nhai và phiêu miểu bộ có sự khác biệt về bản chất, cũng không phải muốn học là được. Đơn giản mà nói thì phiêu miểu bộ thuộc về một loại võ thuật, dù là người thường cũng có thể học được, chẳng qua nếu công lực yếu thì uy lực thấp mà thôi. Nhưng chỉ xích thiên nhai thì lại khác, vì nó là một loại thiên thuật, nếu không phải là người tu tiên thì căn bản không thể nào học được chỉ xích thiên nhai. Muốn học được chỉ xích thiên nhai thì ít nhất phải có tu vi kim đan kỳ, nhưng người tu tiên chính thức học được chỉ xích thiên nhai lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì bộ pháp này ngoài yêu cầu thể chất còn có những yêu cầu đặc thù khác, thực tế cũng không phải chỉ là bộ pháp này, còn có rất nhiều pháp thuật có yêu cầu với thể chất của kẻ học tập, cũng vì vậy mà ngay cả Nguyệt Thanh Nhã cũng không học được bộ pháp chỉ xích thiên nhai. Nguyệt Thanh Nhã tất nhiên hiểu pháp quyết của chỉ xích thiên nhai, nhưng đáng tiếc là vậy may của Hạ Thiên chấm dứt khi biết được chỉ xích thiên nhai, vì hắn không học tập được pháp quyết này. Nhưng vận may của Hạ Thiên vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, vì Nguyệt Thanh Nhã cho hắn biết vẫn còn một bộ pháp tương đương với chỉ xích thiên nhai, có tên là xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn và chỉ xích thiên nhai thật sự giống nhau, nếu không phù hợp yêu cầu thì chỉ có thể xem xét vào vận may, nhưng lúc này vậy may đứng về phía Hạ Thiên. Tuy hắn không học được chỉ xích thiên nhai nhưng lại học được xúc địa thành thốn. Thực tế từ trên đường từ Thanh Phong Sơn đến thủ đô thì Hạ Thiên dùng xúc địa thành thốn để đi đến, hắn vừa đi đường vừa luyện tập, đến khi đến thủ đô thì đắc cơ bản nắm được bộ pháp có thể so sánh với chỉ xích thiên nhai. Sau khi học được xúc địa thành thốn thì hắn phát hiện phiêu miểu bộ thật sự không đáng nhắc đến. Tốc độ vẫn là thế mạnh của Mỹ Nhi, nàng có một loại thiên phú nhanh nhẹn hơn người, vì vậy mới gọi là Mỹ Nhi. Bây giờ Hạ Thiên muốn Mị Nhi phát huy thiên phú kia đến tận cùng, nếu nàng học được bất kỳ bộ pháp nào trong chỉ xích thiên nhai hay xúc địa thành thốn, khi đối mặt với cao thủ như Nam Cung Yến sẽ nắm chắc vài phần khả năng bỏ chạy. Một người tu tiên chưa đến cấp bậc kim đan trung kỳ nếu đối mặt với cao thủ nguyên anh kỳ thì bỏ chạy cũng chẳng có gì là lạ. Thực tế có thể chạy là một cơ hội chiến thắng, vì vậy Hạ Thiên chưa từng trông cậy Mị Nhi đối mặt với Nam Cung Yến có thể phản kháng, hắn chỉ cần nàng bỏ chạy là tốt. Vợ Mị Nhi, trước tiên tôi sẽ nói hai loại khẩu quyết bộ pháp cho chị, sau đó chị thử xem, chị có thể luyện được bộ pháp nào. Trước tiên Hạ Thiên giải thích về hai loại bộ pháp, sau đó nói với Mị Nhi. Mị Nhi khẽ gật đầu, nàng tất nhiên muốn luyện loại bộ pháp thần kỳ này. Hạ Thiên trước tiên nói hai phần pháp quyết cho Mị Nhi, số lượng từ cũng không nhiều, vì vậy mà Mị Nhi nhanh chóng học thuộc, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. Cậu đi ngủ đi, tôi từ từ suy nghĩ. Vợ Mị Nhi, tôi ngủ ở đây cùng chị. Hạ Thiên cũng không bỏ đi, hắn dùng một tư thế quái dị nằm trên chiếc bàn đá trong đình, một lúc sau đã nhắm mắt như ngủ rồi. Mị Nhi cũng lười quan tâm đến Hạ Thiên, nàng bắt đầu xem xét khẩu quyết.
sáng hôm sau, Y Tiểu Âm chợt bừng tỉnh, sau đó nàng nhìn sang bên cạnh rồi thở dài một hơi, lần này không cùng nằm một chỗ với tên khốn Hạ Thiên kia. Tiểu thư, chị đừng sợ, tên khốn kia nửa đêm đã đi ra rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng an ủi của A Cửu. Tối qua em luôn theo sát những hành động của hắn. A Cửu, vậy chẳng phải cả đêm em không ngủ sao? Y Tiểu Âm nhíu mày, sau đó nàng khẽ lắc đầu. Thật ra em cũng không nên theo dõi làm gì cho mệt, nếu cậu ấy muốn cứng nhắc, chị cũng không cản được. Tiểu thư, chỉ cần em còn sống, em nhất định sẽ không cho tên khốn kia đụng vào chị. A Cửu cắn răng nói. A Cửu, em ngủ đi, chị ra ngoài xem thế nào. Y Tiểu Âm lắc đầu, nàng không nói tiếp về vấn đề này, nàng biết rõ nếu cơn ác mộng kia lại tiến đến thì nàng căn bản không thể ngăn cản được. Y Tiểu Âm ra khỏi phòng và nhìn về phía đình viện, nhưng nàng chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng rồi bay lên, một giây sau nàng đã rơi vào trong lòng Hạ Thiên. Thả tôi ra. Y Tiểu Âm đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng vùng vẫy mãnh liệt. Ủa? Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm nhảy dựng lên khỏi bàn đá, sau đó hắn khẽ rơi xuống ghế, mắt cũng mở ra, hắn nhìn thấy Y Tiểu Âm, sau đó tỏ ra ngạc nhiên. Vợ Y, sao lại là chị? Tôi còn tưởng là vợ Mị Nhi. Trước tiên cậu thả tôi ra cái đã. Y Tiểu Âm cắn răng nói, nàng cũng không lớn tiếng kêu la, nếu hắn thật sự không muốn buông ra thì nàng có kêu gào thế nào cũng vô dụng. Hạ Thiên lần này rất phối hợp, hắn buông lỏng Y Tiểu Âm, sau đó đứng lên, quét mắt nhìn bốn phía, cặp lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt có chút biểu hiện mê hoặc. Sao không thấy vợ Mị Nhi nhỉ? Hạ Thiên thì thào nói. Không đúng, vợ Mị Nhi còn ở chỗ này nhưng cũng rất vô lý. Mình xác nhận nàng ở gần đây, sao không thể xác định được rõ ràng. Chương 1426, Mị Ảnh. Hạ Thiên tập trung tinh thần, cố gắng kéo dài thần trí của mình, nhưng hắn phát hiện chính mình không thể nào xác định vị trí cụ thể của Mị Nhi. Điều duy nhất hắn có thể xác định chính là Mị Nhi đang ở trong Y Nhân Các, mà hắn cũng có thể xác nhận một sự kiện khác, chính là nàng đang vận động rất nhanh. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy tương đối quỷ dị, với tu vi Nguyên Anh trung kỳ của hắn. Muốn xác định vị trí của Mị Nhi mới kim đan sơ kỳ là tương đối đơn giản, nhưng điều quỷ dị chính là nàng giống như đang ẩn thân, hắn hoàn toàn không thấy rõ nàng ở nơi nào. Dựa theo lẽ thường thì tốc độ của nàng dù có nhanh nhẹn thế nào thì với công lực của hắn cũng có thể tìm ra được tung tích, nhưng bây giờ hắn cứng nhắc cũng nhìn không ra, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được vị trí không chính xác. Tất nhiên điều này cũng vì nguyên nhân hắn rất quen thuộc với nàng, vì vậy mới tổng hợp các cảm giác mà suy đoán, nếu hắn không biết Mị Nhi, chỉ sợ khó thể xác nhận có mặt nàng nơi đây. Vợ Mị Nhi, chị xuất hiện đi. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải nói một câu. Chị đừng trốn nữa, nếu không sẽ bị tôi đánh mông. Ai trốn chứ? Mị Nhi dùng giọng mất hứng nói, sau đó nàng chợt xuất hiện, trực tiếp có mặt trong đình. Nàng nhìn Hạ Thiên và tức giận nói. Tôi đang luyện bộ pháp mà thôi. Luyện bộ pháp? Hạ Thiên chợt sững sờ, sau đó hắn lại vui vẻ. Vợ Mị Nhi, chị học được bộ pháp gì? Chị có thể học được loại nào? Chỉ xích thiên nhai hay xúc địa thành thốn? Không đợi Mị Nhi trả lời, Hạ Thiên lại ổ lên. Không đúng, vợ Mị Nhi, theo tôi được biết thì dù là chỉ xích thiên nhai hay xúc địa thành thốn cũng đều không giống như chị vừa rồi. Mị Nhi nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt của nàng có chút kỳ quái, hình như còn có chút ngượng ngùng, nàng do dự một lúc rồi khẽ nói. Tôi đều học được cả. Sao? Hạ Thiên há hốc mồm, dù bây giờ hắn kiến thức rộng rãi cũng không thể ngờ có chuyện như vậy, hắn cũng không thể tin, vì vậy mà nhìn không được phải hỏi một câu. Vợ Mị Nhi, chị nói đều học được là sao? Chị không nói mình học được cả chỉ xích thiên nhai và xúc địa thành thốn đấy chứ? Nhưng thần tiên tỷ tỷ nói cho tôi biết, chưa có người nào từng học được cả hai bộ pháp kia. Trước đó cậu cũng nói chưa từng có ai học được hai bộ pháp này, tôi lúc đầu luyện chỉ xích thiên nhai, thấy có thể học được. Được một lát sau cảm thấy cũng không phải rất lợi hại, vì vậy mà có chút hối hận, lại chuyển sang học xúc địa thành thốn, kết quả là cũng thấy mình có thể luyện được. Vì thế mà tôi có thể luyện được cả hai bộ pháp, nhưng khi luyện tập hình như lại có chút vấn đề. Mị Nhi nói với vẻ mặt vô tội, ngày thường thật sự khó thể được thấy biểu cảm này của nàng, bây giờ nhìn vào thật sự có hương vị khác. Nhưng bây giờ điều làm Hạ Thiên quan tâm nhất cũng không phải là biểu hiện của Mị Nhi, hắn có chút vội vàng hỏi. Xảy ra vấn đề gì? Tôi không cẩn thận mà trộn lẫn hai bộ pháp, sau đó chợt phát hiện nếu dung hợp lại sẽ tạo nên một thân pháp cực kỳ cổ quái, giống như có thể ẩn thân, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên rất nhiều,
vì vậy mà vừa rồi cậu cũng không thể phát hiện ra vị trí của tôi. Khóe miệng Mị Nhi hơi nhếch lên giống như có chút đắc ý, trong lòng nàng thầm nghĩ, sau này sắc lang kia không thể nào ức hiếp nàng được nữa. Điều này cũng có thể sao? Hạ Thiên thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, hắn nhìn chằm chằm vào Mị Nhi nửa ngày, sau đó mới dùng giọng bất đắc dĩ nói. Vợ Mị Nhi, chị thật sự không hổ danh là vợ tôi, đúng là thiên tài trong thiên tài. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Vợ Mị Nhi, tôi thấy cái này không phải là chỉ xích thiên nhai và cũng chẳng phải là xúc địa thành thốn, không bằng dùng tên của chị đặt cho nó đi, gọi là Mị Nhi thân pháp. Rất khó nghe. Y Tiểu Âm ở bên cạnh thầm nói. Mị Nhi rõ ràng cũng không có ý như vậy. Nào có cái tên nào như thế, tôi thấy nên gọi là Mị Ảnh thân pháp. Được rồi, Mị Ảnh thì Mị Ảnh. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Hắn nhìn Mị Nhi vừa cao hứng vừa bất đắc dĩ, vui vẻ vì Mị Nhi cuối cùng cũng có được thân pháp mạnh mẽ, dù gặp phải cao thủ như Nam Cung Yến cũng có thể đơn giản bỏ chạy. Nhưng hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là vì Mị Nhi thật sự ngày càng mạnh, nếu sau này nàng muốn trốn thì hắn thật sự cũng bó tay. Vợ ngày càng mạnh cũng không ổn. Tôi tiếp tục luyện Mị Ảnh thân pháp đây. Mị Nhi nói một câu rồi biến mất, không hổ danh là Mị Ảnh thân pháp, mới đó đã biến mất. Y Tiểu Âm không khỏi có chút hâm mộ. Nếu nàng có thể lợi hại như Mị Nhi thì hay biết mấy. Y Tiểu Âm thấy Hạ Thiên có chút sững sờ, cuối cùng nàng cũng mở miệng. Tôi có thể học Mị Ảnh thân pháp sao? Vợ y, chị không thể nào học được. Hạ Thiên lắc đầu. Trước tiên chưa nói đến chuyện công lực của chị quá thấp, căn bản không học được, nhưng dù sau này công lực của chị mạnh mẽ hẳn lên thì tôi cũng cảm thấy chị không thể nào học được. Thần tiên tỷ tỷ đã nói với tôi. Cho đến bây giờ đều chưa có người nào học được cả hai loại thân pháp như vậy, vợ Mị Nhi sở dĩ có thể dung hợp được cả hai có lẽ vì thể chất có sự khác biệt, chị ấy có cơ thể cực âm, hơn nữa lại có thiên phú về tốc độ, vì vậy ngoài vợ Mị Nhi độc nhất vô nhị, căn bản không còn ai có thể học được thân pháp này. Hạ Thiên nói đến đây cũng dừng lại một chút rồi bổ sung. Vợ y, nếu chị muốn học thì tôi có thể nói ra pháp quyết, nhưng phải đợi đến khi chị lên đến kim đan kỳ mới được. À! Đợi sau khi thủ đô trở nên an toàn, tôi sẽ thi triển đệ ngũ châm, sau đó nói cho chị biết pháp quyết, chị có thể thử. Cậu thật sự tình nguyện dạy cho tôi. Y Tiểu Âm có chút kinh ngạc. Tất nhiên, chị là vợ tôi, trước nay tôi chưa từng keo kiệt bất cứ thứ gì với vợ mình. Hạ Thiên thuận miệng nói. Y Tiểu Âm há hốc miệng, nàng định nói gì đó nhưng không nên lời. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói, sau đó nàng rời khỏi đình. 10 giờ sáng, Đái Bội Na ăn mặc xinh đẹp ưu nhã rời khỏi phân cục công an quận Đông. Nửa giờ trước Đái Bội Na nhận được điện thoại của cục công an, để nàng đến đây một chuyến, nói có vài câu hỏi liên quan đến những gì nàng đã khai báo. Nàng vội vàng chạy đến, nhưng sau khi đợi một lúc và cảnh sát không hỏi gì, chỉ nói hôm qua nàng chưa ký tên, cần phải ký vào. Nàng thật sự cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng thấy bản ghi chép không có vấn đề, vì vậy mà ký tên vào rồi rời khỏi cục công an. Đái Bội Na đi đến ven đường, nàng vươn tay định gọi taxi, trong nhà có xe nhưng kỹ thuật của nàng quá kém, trước kia có lái xe riêng nhưng bây giờ nàng không nhận ai, thậm chí không có cả người giúp việc, tất nhiên cũng không có ai lái xe đưa đi đưa về. Đái Bội Na giơ tay lên, một chiếc xe dừng bên cạnh, nhưng nàng ngây người, vì đây không phải là xe taxi, mà là một chiếc Rolls Royce rất xa hoa. Lên xe đi, cửa sổ xe hạ xuống. Đái Bội Na chợt giật mình. Nhưng nàng vẫn kéo cửa xe bước vào. Cảnh sát Tống. Đái Bội Na mở miệng chào hỏi, vì lái xe không phải là ai khác, chính là Tống Vệ Dân. Đái Bội Na, tôi có chuyện cần thương lượng với cô, nhưng tôi hy vọng cô hiểu, tôi không phải dùng thân phận của cảnh sát để thương lượng với cô. Tống Vệ Dân thản nhiên nói. Vâng, cảnh sát Tống. Á, không, Tống thiếu gia. Đái Bội Na vội vàng đổi giọng, sau đó cẩn thận hỏi. Anh tìm tôi có việc gì? Đái Bội Na, tôi tin tưởng cô biết rõ, tuy bây giờ Tống Khiêm đã chết, trên lý luận cô có thể được phần lớn tài sản của anh ấy, nhưng thực tế thì bác canh vẫn cho rằng cô là người hại chết Tống Khiêm, vì thế nếu cô muốn toàn thân đi ra cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa sau này bác canh hoàn toàn có thể tìm cô gây phiền toái, tóm lại trong thời gian ngắn thì cô không thể nào thoải mái làm một phú bà. Tống Vệ Dân khởi động xe chạy về phía trước không nhanh không chậm. Mà tốc độ lên tiếng của hắn cũng rất chậm rãi. Tống thiếu gia, tôi hiểu, thật ra tôi cũng không muốn tất cả tài sản của chồng mình, tôi chỉ cần một nửa là được, tôi muốn xuất ngoại rời khỏi đây,
đi đến Canada hay châu Úc gì đó. Đái Bội Na khẽ nói. Tôi cần cô giúp một việc, chỉ cần hoàn thành thì tôi có thể đảm bảo cô có được tất cả tài sản của Tống Khiêm, cô muốn ra nước ngoài cũng rất đơn giản, tôi có thể sắp xếp cô qua bất cứ lúc nào. Tống Vệ Dân chậm rãi nói. Sao, Tống thiếu gia, anh tình nguyện giúp tôi. Đái Bội Na có chút kích động, nhưng dù sao nàng cũng là người thông minh, nàng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nàng hỏi. Tống thiếu gia, anh cần tôi làm gì? Tôi cần cô đi gặp Quan Kiếm Hùng một lần. Tống Vệ Dân dùng giọng trầm thấp nói, nhưng trong đó lại mơ hồ mang theo hương vị khó thể từ chối. Sao? Vẻ mặt Đái Bội Na chợt biến đổi lớn. Đến gặp Quan Kiếm Hùng sao? Điều này, Tống thiếu gia, tôi không dám. Cô không cần sợ hãi như vậy, tôi đã điều tra rõ ràng, có rất nhiều người rơi vào tình cảnh giống như cô, trước nay Quan Kiếm Hùng chỉ xử lý đàn ông, không giết bất kỳ người phụ nữ nào, vì vậy tôi tin Quan Kiếm Hùng sẽ không giết cô. Tống Vệ Dân thản nhiên nói. Nhưng, Tống thiếu gia, nếu hắn muốn làm nhục tôi. Vẻ mặt Đái Bội Na có chút tái nhợt, rõ ràng nàng thật sự rất sợ Quan Kiếm Hùng. Yên tâm đi, Quan Kiếm Hùng thích phụ nữ đẹp, khi hắn biết có người đẹp khác chờ mình, hắn sẽ không còn hứng thú với cô. Tống Vệ Dân tỏ ra đã tính trước, hắn lấy một tấm ảnh đưa cho Đái Bội Na. Việc của cô rất đơn giản, chỉ cần trợ giúp hắn tìm được người phụ nữ này là tốt. Đái Bội Na tiếp nhận tấm ảnh rồi nhìn thoáng qua, vẻ mặt nàng có hơi biến đổi, nàng hô lên một tiếng. Đây không phải là... Bây giờ tôi hỏi cô có làm hay không? Tống Vệ Dân tuy vẫn rất bình tĩnh nhưng giọng điệu mơ hồ có hương vị khác. Đái Bội Na khẽ cắn môi, sau đó nàng gật đầu. Tôi làm. Đái Bội Na là phụ nữ thông minh, nàng biết rõ mình không có nhiều lựa chọn, dù nàng không muốn thì cũng phải đi làm, nếu không Tống Vệ Dân sẽ chẳng bỏ qua cho nàng. Được rồi, cô rất thông minh. Tống Vệ Dân chợt nhấn ga. Bây giờ tôi đưa cô đi gặp Quan Kiếm Hùng. Chương 1427, chỉ một mình ngươi đến sao? Trong một căn biệt thự ở thủ đô, Quan Kiếm Hùng cuối cùng cũng bỏ khỏi cơ thể đầy đặn của một người phụ nữ nằm trên giường, người phụ nữ kia đã sớm co quắp thành một khối và mềm nhũn như bún, cũng không còn hơi sức lên tiếng. Hắn ngắt mạnh một cái lên ngực nàng, sau khi tạo thành một dấu vết màu tím thì mới cười ha hả, sau đó mỹ mãn mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ. Cát sư đệ, cậu thật sự không muốn chơi đùa với nữ nhân trên lầu sao? Nếu không thì chúng ta đổi địa phương. Quan Kiếm Hùng ngồi đối diện với Cát sư đệ trên ghế salon, sau đó lên tiếng dò hỏi. Quan sư huynh, không cần. Cát sư đệ chợt cười khổ, nhưng người phụ nữ phàm phu tục tử kia không phải là loại hình mà hắn yêu thích, thật sâu trong lòng hắn có một bóng người mặc cung trang áo xanh thật sự khó thể quên. Cát sư đệ dừng lại một chút rồi hỏi. Quan sư huynh, chúng ta không tìm một chỗ ở cố định sao? Cứ phải liên tục thay đổi chỗ ở thế này à? Cát sư đệ, do cậu không hiểu mà thôi, niềm vui thú trên thế gian này chính là ở nhà người khác, ngủ với vợ người khác, chúng ta cần gì phải tìm một chỗ cố định? Quan Kiếm Hùng duỗi lưng một cái. Đi thôi, chúng ta đến tòa biệt thự tiếp theo. Quan sư huynh, vì sao gần đây huynh thường đến những căn biệt thự thế này? Cát sư đệ có chút buồn bực. Rất đơn giản. Trên thế giới này những kẻ ở biệt thự như thế này đều có tiền, mà dù là thế giới nào thì vợ của kẻ có tiền cũng rất xinh đẹp. Quan Kiếm Hùng giải thích. Tôi thích nhất chính là vợ đẹp của người ta, được rồi, đi thôi. Cát sư đệ đứng dậy có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị cùng Quan Kiếm Hùng bỏ đi. Keng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Cát sư đệ chợt ngây người, hắn thật sự còn chưa thích ứng với thế giới này, vì vậy mà chợt quên phản ứng. Nhưng Quan Kiếm Hùng thì không giống, rõ ràng hắn là người thích ứng rất mạnh, bây giờ hắn đã quen tất cả, vì vậy chỉ cần nghe tiếng chuông cửa thì đã biết có người đến. À, có người đến, tôi đi xem trước, nếu là đàn ông thì xử lý, nếu là phụ nữ không xinh đẹp cũng xử lý, mỹ nữ thì lấy vào chơi đùa. Quan Kiếm Hùng nói xong thì biến mất trong phòng khách, trực tiếp xuất hiện ngoài cửa lớn. Lúc này Đái Bội Na đang căng thẳng đứng bên ngoài, nàng đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ. Vì sao Tống Vệ Dân lại biết Quan Kiếm Hùng ở đây? Thậm chí nàng có chút nghi ngờ, người trong phòng này có phải là Quan Kiếm Hùng không? Hay là ai khác? Nhưng khi Đái Bội Na thấy hình bóng quen thuộc có thể nói là khắc cốt ghi tâm xuất hiện trước mặt thì mới hiểu lời của Tống Vệ Dân là thật. Ủa, là cô? Quan Kiếm Hùng có chút ngạc nhiên, hắn có một ưu điểm, chính là dù chơi nhiều nữ nhân nhưng vẫn có thể nhớ rõ.
vì vậy lúc này hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Đái Bội Na, đây chính là người phụ nữ mà vài ngày trước đã bị hắn chơi đùa một ngày một đêm. Quan Kiếm Hùng kéo tay Đái Bội Na, một tay còn lại nâng cằm của nàng, trên mặt là nụ cười râm rãng. Thế nào, nhớ công phu trên giường của ta sao? Được, chúng ta tái chiến 300 hiệp, bổn tiên sẽ nhất định làm cho cô thỏa mãn. Hai từ thỏa mãn vừa nói xong thì Đái Bội Na đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó nàng cảm thấy mình ngã xuống giường, mà nàng hoảng sợ phát hiện ở bên cạnh mình còn có một người phụ nữ đầy đặn không mảnh vải che thân. Quan tiên nhân, chờ chút. Đái Bội Na chợt cuống cuồng lên, nàng nói được vài chữ thì chấn định hơn một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nói. Tôi có một chị em rất đẹp ngưỡng mộ anh, muốn gặp anh. Chị em rất đẹp. Quan Kiếm Hùng nghe được lời này của Đái Bội Na thì chợt có hứng thú. Chị em của cô xinh đẹp thế nào? Đây là hình của cô ấy, anh xem sẽ biết. Đái Bội Na vội vàng lấy ra một tấm ảnh đưa cho Quan Kiếm Hùng. Quan Kiếm Hùng vẫy tay một cái, tấm ảnh rơi vào trong tay hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua là hai mắt hắn sáng lên, sau đó hắn vẫy tay, Đái Bội Na chợt bay lên. Cô ta ở đâu? Lập tức đưa ta đi. Quan Kiếm Hùng lập tức mất đi hứng thú với Đái Bội Na. Lúc này trong đầu hắn chỉ có người phụ nữ tuyệt sắc trong tấm hình vừa rồi. Y Nhân Các, Hạ Thiên dụi mắt, cuối cùng cũng quay đầu, không hề nhìn vào trong sân. 2 giờ trước Hạ Thiên cố gắng dùng mắt tìm tung tích của Mỹ Nhi, nhưng hắn dù có nhìn thế nào cũng không thể nhìn kỹ, dù tập trung tất cả công lực lên hai mắt thì vẫn không nhìn rõ ràng hình bóng của Mỹ Nhi. Lần đầu tiên hắn được thấy một bóng đen lóe lên, may mà là ban ngày, nếu là ban đêm thì cũng thật sự không thấy gì. Điều này làm cho Hạ Thiên không khỏi cảm khái, mị ảnh thân pháp này đổi tên thành thân pháp không thấy hay trực tiếp gọi là ẩn thân thuật cũng được. Đây thật sự là thuật ẩn thân, với tu vi của hắn mà còn chưa thể thấy rõ ràng, nếu là người thường thì ai có thể thấy được Mị Nhi. Tất nhiên 2 giờ qua Hạ Thiên cũng không phải không có thu hoạch gì, hắn phát hiện thân pháp của Mị Nhi thật ra cũng không phải là vô địch. Khi nàng tiến hành tấn công thì hắn sẽ cơ bản phát hiện ra vị trí của nàng, vì vậy có thể nói mị ảnh thân pháp vẫn có sự thiếu hụt rất lớn. Nếu phải đối diện với cao thủ cùng cấp thì thân pháp này coi như vô địch, nhưng nếu đối mặt với cao thủ mạnh hơn, thân pháp này mà dùng để tấn công thì có tính nguy hiểm rất lớn, ngược lại nếu dùng để chạy trốn thì không có vấn đề. Vợ Mị Nhi, chị đã luyện lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Một lát sau Hạ Thiên không nhịn được phải hô lên. Đáng tiếc là Mị Nhi không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng giống như đang chìm đắm vào trong thân pháp kỳ diệu vô cùng của mình. Vợ Y Y, bây giờ chị lên làm môn chủ Âm Y Môn, sao không phải làm gì hết vậy? Hạ Thiên rất nhàm chán, hắn bắt đầu chủ động nói chuyện với Y Tiểu Âm. Đáng tiếc là Y Tiểu Âm lại không quan tâm đến hắn. Hạ Thiên rơi vào đường cùng chỉ có thể nói chuyện phiếm với Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chị đã rất lợi hại, không cần luyện thêm, đến đây với chồng đi. Tôi đi, đổi địa phương tu luyện. Mị Nhi cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Sau đó Hạ Thiên chợt phát hiện mình không còn cảm nhận được sự tồn tại của Mị Nhi. Hạ Thiên cũng không đuổi theo, vì hắn biết với mị ảnh thân pháp của Mị Nhi, hắn muốn theo cũng không dễ dàng gì. Tất nhiên bây giờ hắn cũng không lo lắng cho sự an toàn của nàng, dù gặp phải Nam Cung Yến thì nàng cũng có thể chạy trốn. Hắn chỉ lo lắng vợ mình trở nên lợi hại, đây không phải là chuyện tốt gì. Cậu không phải muốn bảo vệ sát bên cạnh Mị Nhi sao? Y Tiểu Âm lúc này nhìn Hạ Thiên. Sao cậu còn chưa đi đi? Vợ Y Y, vợ Mị Nhi còn ở chỗ này. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cậu cho rằng lỗ tai của tôi có vấn đề sao? Y Tiểu Âm tức giận nói. Không, vợ Y Y, lỗ tai của chị không có vấn đề, nhưng vợ Mị Nhi ngẫu nhiên cũng sẽ nói dối, chị ấy nói đi nhưng vẫn chưa đi, chẳng qua chị không nhìn thấy mà thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Y Tiểu Âm chợt chán nản, người này đúng là vô lại đến cảnh giới cực cao rồi. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, hắn vung tay ôm lấy Y Tiểu Âm, sau đó kéo nàng đi đến, khẽ lóe người lên, rời khỏi đình, đi vào trong sân. Cậu làm gì, thả tôi ra. Y Tiểu Âm bắt đầu giãy giụa. Tên khốn kiếp Hạ Thiên, mau buông tiểu thư ra. A Cửu lúc này cũng từ bên trong chạy ra, nàng hình như vừa mới tỉnh ngủ. Đừng lắm lời. Hạ Thiên chợt quát lạnh một tiếng. A Cửu chợt sững sờ, nàng đã lâu chưa thấy hắn hung hăng như vậy. Y Tiểu Âm thì cũng ngẩn ngơ, hình như nàng cũng không ngờ thái độ của Hạ Thiên lại biến hóa lớn như thế. Đến lúc này thì hai người bọn họ đều yên tĩnh trở lại, ngay cả Y Tiểu Âm ở trong lòng Hạ Thiên cũng không dám vùng vẫy.
Đúng lúc này trong sân chợt bùng lên một cơn gió lạnh, khi gió bùng lên thì trong sân có một người đàn ông gầy gò, trên tay người đàn ông gầy có một người phụ nữ khá xinh đẹp. Hai người này dĩ nhiên là Quan Kiếm Hùng và Đái Bội Na, vừa mới đặt chân xuống đất thì Quan Kiếm Hùng đã đảo mắt lên người Y Tiểu Âm, trong mắt bắt đầu bùng lên những luồng tà quang nồng đậm, đồng thời không khỏi cười lên ha ha. Đẹp, đúng là rất đẹp, cũng không kém so với tiên nữ, ha ha ha, chị em của cô rất tốt, à, còn có một cô khác không tồi, bổn tiên xem như có phúc. Quan Kiếm Hùng quăng Đái Bội Na ra bên cạnh rồi nhìn về phía Y Tiểu Âm. Nghe nói cô rất ngưỡng mộ bổn tiên. Cái gì? Y Tiểu Âm chợt buồn bực, ngay sau đó có chút tức giận. Các người là ai? Ai cho các người vào đây? Không phải cô muốn gặp ta sao? Quan Kiếm Hùng nhíu mày, sau đó lại khoát tay. Không sao cả, dù sao thì vài ngày nữa ngươi sẽ là người của bổn tiên. Quan Kiếm Hùng còn chưa dứt lời thì búng tay ra, một luồng chỉ phong sắc bén cuốn về phía Hạ Thiên. Rõ ràng Quan Kiếm Hùng cũng áp dụng phương pháp ngày thường, xử lý đàn ông và hưởng thụ phụ nữ. Nhưng lúc này Quan Kiếm Hùng đã tính sai, một luồng chỉ phong bắn ra mà Hạ Thiên không ngã xuống như dự đoán, tên này không những không động đậy gì, mà luồng chỉ phong vừa rồi thật sự như trôi xuống biển, biến mất không chút tăm hơi. Thằng ngu! Hạ Thiên lạnh lùng nói ra hai chữ, hắn nhìn Quan Kiếm Hùng rồi dùng giọng khinh thường hỏi. Chỉ một mình chú em đến thôi sao? Còn hai đứa nữa đâu? Vẻ mặt Quan Kiếm Hùng hơi biến đổi, hắn cuối cùng cũng phát hiện sự việc có chút là lạ. Hắn cẩn thận quan sát Hạ Thiên, đáng tiếc là nhìn 10 giây nhưng vẫn không thấy đối phương có gì đặc biệt. Hạ Thiên cũng giống như những người khác, chỉ là một kẻ phàm nhân bình thường, ngược lại thì Y Tiểu Âm và A Cửu cũng có chút tu vi không đáng nhắc đến. Tiểu tử, với chút thực lực của ngươi thì căn bản không thể nào đối kháng với bản tiên, nếu thức thời thì lập tức cút đi cho ta, hôm nay ta có tâm tình tốt, sẽ tha cho ngươi một mạng. Trước tiên đưa nữ nhân cho ta chơi vài ngày, chơi chán thì ta sẽ trả lại cho. Quan Kiếm Hùng nhìn Hạ Thiên, hắn dùng giọng cao cao tại thượng nói. Chương 1428, xúc địa thành thốn. Phiêu Miểu Tiên Môn đúng là có nhiều thằng ngu, may mà lúc này thần tiên tỷ tỷ không còn ở trong Phiêu Miểu Tiên Môn. Hạ Thiên thì thào nói, sau đó hắn bay lên vỗ một trường về phía Quan Kiếm Hùng. Muốn chết! Quan Kiếm Hùng quát khẽ một tiếng, sau đó đánh về phía Hạ Thiên, bàn tay bên phải vỗ ra, một luồng chân khí mãnh liệt kéo đến. Trong sân như bùng lên cuồng phong, Đái Bội Na đứng trên mặt đất cũng không còn vững, đã bị gió thổi ngã xuống đất. Lúc này Y Tiểu Âm và A Cửu cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, vẻ mặt cả hai đều trắng bệch, vì các nàng biết rõ luồng cuồng phong kia do người đàn ông cao gầy gây ra. Thằng ngu này đúng là muốn chết. Đúng lúc này âm thanh khinh thường của Hạ Thiên chợt vang lên, sau đó Y Tiểu Âm và A Cửu chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, một giây sau các nàng phát hiện cuồng phong biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Chỉ sau một trường đầu tiên đã phân biệt cao thấp, Hạ Thiên vẫn không sứt mẻ mà Quan Kiếm Hùng thì văng ra 4-5 mét, sau đó ngã xuống đất, là sự chênh lệch giữa Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ. Quan Kiếm Hùng khổ sở xoay người, sau đó đứng vững trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, hắn nhìn Hạ Thiên, trong mắt tràn đầy hung ác và khó tin. Ngươi là ai? Quan Kiếm Hùng cắn răng hỏi. Là người lập tức đưa ngươi đến Điện Diêm Vương. Hạ Thiên chợt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó một âm thanh bay bổng vang lên. Đến khi ngươi được gặp lại huynh đệ, đừng quên nói cho bọn họ biết, ngươi cũng bị Hạ Thiên xử lý. Xúc địa thành thốn. Quan Kiếm Hùng tràn đầy kinh hãi, hắn chợt bay lên không, hắn là người rất giỏi đoán được tình thế, vì vậy hắn nhạy cảm phát hiện mình không có phần thắng khi đối diện với Hạ Thiên, vì thế hắn chọn lựa phương án thích hợp nhất là bỏ chạy. Quan Kiếm Hùng rõ ràng là lựa chọn chính xác. Với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của hắn thì thật sự không có phần thắng khi xuất hiện trước mặt Nguyên Anh trung kỳ. Hơn nữa Hạ Thiên còn học được xúc địa thành thốn, thân pháp như vậy đã chiếm hết ưu thế, nếu hắn không chạy thì chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Đáng tiếc là Quan Kiếm Hùng lựa chọn chính xác nhưng kết cục vẫn không tốt, vì vậy mà hắn vừa lướt qua tường thì sau lưng chợt xuất hiện một bàn tay, là tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên vỗ một chưởng lên lưng Quan Kiếm Hùng, chỉ nghe thấy một tiếng rên vang lên. Quan Kiếm Hùng há miệng phun máu tươi, nhưng hắn cũng không ngã xuống đất mà mượn lực để tiếp tục bay lên không. Tốc độ của Quan Kiếm Hùng thật sự rất nhanh, đáng tiếc là tốc độ của Hạ Thiên còn nhanh hơn. Đúng lúc này Hạ Thiên chợt biến mất, một giây sau hắn xuất hiện, khi đó hai bàn tay lại vỗ ra sau lưng Quan Kiếm Hùng, rõ ràng là không muốn buông tha cho đối phương. Á! Một tiếng hét thảm vang lên,
Quan Kiếm Hùng cuối cùng cũng không thể nào bảo trì được tư thế phi hành, hắn rơi xuống dưới như diều đứt dây. Thằng ngu, đi chết đi. Hạ Thiên chợt biến mất, ngay sau đó hắn xuất hiện và vỗ một chưởng về phía Quan Kiếm Hùng, khi hoàn toàn đưa Quan Kiếm Hùng về diện kiến Diêm Vương thì hắn chợt cảm nhận được thứ gì đó, vẻ mặt hắn hơi biến đổi, hắn lại biến mất, khi biến mất thì búng tay ra, một chấm đen từ trong tay hắn bắn ra. Chấm đen chui vào trong cơ thể của Quan Kiếm Hùng không một tiếng động, cùng lúc này Hạ Thiên đã về lại trong sân Y Nhân Các, đã rơi xuống bên cạnh Y Tiểu Âm. Lúc này Y Tiểu Âm chợt ngây người, tình cảnh vừa rồi làm cho nàng hiểu, Hạ Thiên ngày hôm qua nói thủ đô không an toàn cũng không phải nói bừa. Nàng cũng ý thức được Hạ Thiên mặt dày mày dạn không đi, cũng chẳng phải muốn chiếm lấy cơ thể nàng, chính là muốn bảo vệ nàng. Tất nhiên điều này cũng không thể làm cho Y Tiểu Âm sinh ra hảo cảm với Hạ Thiên, nhưng cũng có thể làm nàng thiếu đi chút ác cảm với hắn. Thậm chí ngay cả A Cửu cũng thầm kêu may mắn, may mà tên khốn kiếp Hạ Thiên có mặt ở đây, nếu không thì lần này tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Vợ Y Y, chị cứ đi vào trước. Lúc này Hạ Thiên khẽ nói, khi hắn lên tiếng thì trong sân có thêm một người phụ nữ trung niên mặc váy xanh thêu bướm vàng, là Nam Cung Yến. Y Tiểu Âm vô thức lui ra phía sau vài bước và đứng ngang với A Cửu, nhưng nàng cũng không trốn vào nhà, nàng có chút mê hoặc, vì nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ trên người Hạ Thiên. Y Tiểu Âm không khỏi đưa mắt nhìn Nam Cung Yến, người phụ nữ trung niên mặc váy xanh da trời kia rõ ràng là nguyên nhân làm cho Hạ Thiên căng thẳng, mà người phụ nữ kia có lai lịch gì? Sao có thể làm cho Hạ Thiên có biểu hiện như vậy? Phải biết rằng khi người đàn ông cao gầy xuất hiện thì tên khốn kiếp Hạ Thiên kia căn bản chẳng có chút lo lắng nào. Lúc này Nam Cung Yến đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, lúc này một tay của nàng còn xách theo một người, đó chính là Quan Kiếm Hùng, nhưng lúc này không biết Quan Kiếm Hùng bị nàng ta làm gì mà thật sự bất tỉnh nhân sự. Cơ Thanh Ảnh đâu rồi? Nam Cung Yến dùng giọng lạnh lùng hỏi, nàng gặp lại Hạ Thiên ở đây, thật sự rất bất ngờ. Tôi cũng rất muốn biết cô ta đang ở đâu. Hạ Thiên tức giận nói, hắn thật sự muốn biết Cơ Thanh Ảnh lúc này đang ở đâu, nếu nàng ở đây thì hắn thật sự không cần lo lắng. Nói ra vị trí của Cơ Thanh Ảnh thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Yến dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nàng tin Cơ Thanh Ảnh đã nói ra chuyện của mình với Hạ Thiên, vì vậy mà không cần giả vờ hình tượng dịu dàng như lúc đầu gặp mặt làm gì cho mệt. Ai giết ai còn chưa xác định được. Hạ Thiên bĩu môi, bộ dạng không hề quan tâm. Khi thấy Nam Cung Yến thì Hạ Thiên thật sự có chút căng thẳng, cũng không phải lo lắng cho vấn đề an toàn của mình, vì với tu vi của hắn vào lúc hiện tại, muốn thoát thân dưới tay của Nam Cung Yến cũng không phải khó khăn, dù sao thì hắn và nàng đều là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa hắn còn học được xúc địa thành thốn, nếu đánh cũng sẽ không rơi xuống thế hạ phong. Nhưng bây giờ còn có Y Tiểu Âm ở bên cạnh, chính Hạ Thiên muốn bỏ đi là rất dễ. Nhưng nếu Nam Cung Yến muốn ra tay với Y Tiểu Âm, như vậy sẽ rất phiền. Nhưng căng thẳng chỉ xảy ra trong nháy mắt, bây giờ hắn phải chấn định lại, đối phó với cao thủ như Nam Cung Yến thì không thể nào không tỉnh táo được. Thật sự là buồn cười, ngay cả Cơ Thanh Ảnh cũng không dám nói muốn giết ta, mà ngươi, chẳng qua chỉ là một tên mặt trắng của Cơ Thanh Ảnh, chỉ là một tên kim đan kỳ. Ủa? Nam Cung Yến nói mà mang theo chút khinh thường, trên mặt là vẻ trào phúng. Nhưng nàng chưa nói dứt lời thì vẻ mặt cũng biến đổi lớn. Điều này sao có thể? Ngươi đã là nguyên anh trung kỳ. Đối với Hạ Thiên ta đây thì thứ gì cũng có thể. Hạ Thiên cười hì hì. Nam Cung Yến, cô xấu hư vậy mà đi ra ngoài làm gì cho xấu hổ. Tôi thấy cô nên đâm đầu vào tường chết đi cho rồi, xấu cũng không phải là cái tội của cô, nhưng cô xấu cũng đừng làm ảnh hưởng đến tâm tình của tôi, như vậy là không đúng. Tên mặt trắng. Ngươi thật sự muốn chết sao? Vẻ khiếp sợ trong mắt Nam Cung Yến chợt biến mất, nàng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hàn Minh Phi nói không sai, ngươi là người có phương pháp tu luyện đặc biệt, mới vài ngày mà đã từ kim đan kỳ tiến lên nguyên anh trung kỳ, nhưng dù vậy thì ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Này con mụ xấu xí, cô có thể đến để thử, đến lúc đó xem ai chết về tay ai. Hạ Thiên vẫn không chút hoang mang, nhưng trong lòng hắn không khỏi có một ý nghĩ. Nếu là Nam Cung Yến ra tay, yêu nữ Cơ Thanh Ảnh có giúp mình không? Tuy Hạ Thiên không ôm quá nhiều hy vọng vào Cơ Thanh Ảnh, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng nàng xuất hiện giúp đỡ mình. Hắn cũng không thèm quan tâm ai xử lý kẻ địch, chỉ cần tất cả kẻ địch bị tiêu diệt là được, vì điều hắn muốn làm nhất chính là các bà vợ được sống tiêu diêu tự tại. Nam Cung Yến dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên,
nàng cũng không ra tay vì trong lòng có chút cố kỵ, nhưng cố kỵ cũng không phải là Hạ Thiên mà là Cơ Thanh Ảnh. Hạ Thiên chợt từ Kim Đan kỳ tiến lên Nguyên Anh trung kỳ, mà Cơ Thanh Ảnh có quan hệ thân thiết với Hạ Thiên, thực lực của nàng có phải cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Phải biết rằng trước đó thực lực giữa Cơ Thanh Ảnh và nàng là có sự tương xứng, nếu bây giờ thực lực của đối phương tăng mạnh, như vậy nàng sẽ chẳng là gì trước mặt nàng ta. Lúc này vẻ trấn định của nàng cũng làm cho Nam Cung Yến cảm thấy bất an, chẳng lẽ đây là cái bẫy? Khi Nam Cung Yến còn do dự thì chợt cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, khí tức này như có như không, giống như ở bên cạnh nhưng lại như ở cách xa, điều này làm cho nàng khó thể nào xem xét được. Sau khi có phát hiện như vậy ra điều này thì Nam Cung Yến càng thêm xác định đó là cái bẫy dập, nàng nghĩ đến quan kiếm hùng trong tay mình, vì vậy mà đưa ra quyết định. Hạ Thiên, lần sau sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó chợt biến mất, một giây sau nàng đã ở ngoài bầu trời bao la, chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mặt Hạ Thiên. Lúc này vị trí hiện tại của Nam Cung Yến có một người xuất hiện, là Mị Nhi. Cô ta là Nam Cung Yến sao? Mị Nhi không khỏi hỏi. Đúng vậy, chính là người phụ nữ xấu xí đó. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vợ Mị Nhi, hình như cô ta bị chị dọa cho bỏ chạy. Vợ Mị Nhi, bây giờ với công lực của chị thì muốn giết cô ta là rất khó, dù hai ta liên thủ cũng rất khó, vì vậy tôi mới không ra tay. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó trong mắt có chút đắc ý. Nhưng sau này chúng ta gặp lại thì hoàn toàn có thể xử lý đối phương. Ủa? Cô ta là ai? Mị Nhi lúc này thấy Đái Bội Na, nàng có chút buồn bực. Vừa rồi nơi này còn có chuyện gì xảy ra? Chương 1429, tôi chưa từng quan tâm đến nguyên nhân. Đã xảy ra một ít chuyện, có một tên ngu ngốc muốn đến cướp vợ y của tôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đơn giản nói ra sự kiện vừa rồi, cuối cùng chuyển ánh mắt lên người Đái Bội Na. Vợ y, chỉ có thủ oán với người phụ nữ này sao? Tôi không biết cô ta. Y Tiểu Âm lần này lại rất phối hợp trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Chờ chút, cậu vừa nói kẻ trong tay của Nam Cung Yến vừa rồi cũng là người tu tiên, hơn nữa còn là Nguyên Anh kỳ sao? Mị Nhi lúc này dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Cậu không phải nói Nam Cung Yến có thể thôn phệ Nguyên Anh của người khác sao? Bây giờ có một kẻ Nguyên Anh kỳ trong tay của Nam Cung Yến, đây không phải làm cho cô ta thêm lợi hại sao? Cậu sao không nói sớm? Nếu không thì chúng ta dù sao cũng phải cản lại, ít nhất cũng phải xử lý tên Nguyên Anh kỳ kia. Vợ Mị Nhi, chị đừng vội, tôi cố ý cho người phụ nữ kia đưa người đi. Hạ Thiên an ủi Mị Nhi một câu. Nếu cô ta thôn phệ Nguyên Anh của tên kia thì rất tốt, nếu như vậy cô ta sẽ nếm mùi đau khổ. Cậu làm gì với tên kia sao? Mị Nhi chợt hiểu ra. Hạ Thiên cười hì hì, hắn cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Mị Nhi mà quay đầu nhìn Y Tiểu Âm. Lại khẽ chỉ vào Đái Bội Na. Vợ y, chỉ có biết người phụ nữ kia không? Tôi lừa cậu có lợi gì sao? Y Tiểu Âm tức giận nói. Hạ thần y, tôi là Đái Bội Na. Một âm thanh nơm nớp lo sợ vang lên, trước đó Đái Bội Na không dám lên tiếng, bây giờ cuối cùng cũng mở miệng. Tôi không có hứng thú biết tên cô, tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại muốn hại vợ tôi. Hạ Thiên cắt ngang lời Đái Bội Na. Ánh mắt của hắn có hơi lạnh. Hạ Thiên bây giờ có chút căm tức, đám người không biết sống chết trong thủ đô còn nhiều vậy sao? Trước đó có một Lục Tiểu Oánh, bây giờ lại có Đái Bội Na, chẳng lẽ trong thủ đô còn nhiều kẻ muốn chết như vậy? Hạ thần y, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn hại y tiểu thư. Đái Bội Na bây giờ rất hối hận, sự việc phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của nàng. Dưới áp lực của Tống Vệ Dân, Đái Bội Na không thể không đồng ý làm việc. Nhưng lúc đó nàng cho rằng chuyện này không có gì nguy hiểm, nhiều lắm là chỉ bị quan kiếm hùng làm nhục mà thôi. Dựa theo kế hoạch trước đó thì nàng vốn sẽ không xuất hiện trong y nhân các, chỉ lái xe đưa quan kiếm hùng đến đây, sau đó là chuyện của quan kiếm hùng. Mà Tống Vệ Dân cũng chỉ yêu cầu nàng như vậy mà thôi, chỉ cần làm được như vậy thì nhiệm vụ của nàng xem như xong. Nhưng Đái Bội Na thật sự không ngờ sự việc phát triển không theo kế hoạch của mình, quan kiếm hùng trực tiếp đưa nàng đến đây. Căn bản không cho nàng bỏ đi, kết quả là nàng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lúc đầu Đái Bội Na không nhận ra Hạ Thiên, nàng chỉ biết Y Tiểu Âm nhưng không biết Hạ Thiên, chỉ nghe qua vài sự tích của Hạ Thiên ở thủ đô mà thôi. Vì vậy sau khi nàng nghe thấy Hạ Thiên báo danh, nàng bắt đầu cảm thấy mình gặp phiền toái. Từ lúc đó Đái Bội Na mới đặt tất cả hy vọng lên người quan kiếm hùng,
vì nàng cảm thấy Quan Kiếm Hùng rất có thể sẽ giết chết Hạ Thiên, như vậy nàng sẽ an toàn, vì Quan Kiếm Hùng sẽ không giết nàng, nhưng Hạ Thiên thì sẽ giết nàng. Đái Bội Na thật sự là một người phụ nữ thông minh, nàng phán đoán không sai, nhưng tất cả những niềm hy vọng của nàng đều sai lầm. Nàng vốn tưởng rằng Quan Kiếm Hùng là tiên nhân vô địch, nhưng trước mặt Hạ Thiên thì căn bản cũng chỉ có thể hoảng sợ bỏ chạy, mà Hạ Thiên lại trở thành người chiến thắng sau cùng. Đến lúc này Đái Bội Na chỉ có thể nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ với sự việc này, vì thế nàng hốt hoảng nhưng vẫn giải thích. Hạ thần y, tôi chỉ muốn đưa tên khốn Quan Kiếm Hùng đến đây cho anh giết hắn, vì hắn giết chồng tôi, còn cưỡng hiếp tôi. Đái Bội Na nói đến đây thì khóc giống lên, nàng cảm thấy nếu để cho mình trở nên đáng thương một chút thì sẽ làm cho Hạ Thiên mềm lòng, dù hắn không mềm lòng thì Y Tiểu Âm sẽ mềm lòng thì sao? Đái Bội Na, cô lừa gạt ai vậy? Y Tiểu Âm lúc này lại lạnh lùng nói. Cô sao biết Hạ Thiên ở đây? Hơn nữa nếu cô thật sự muốn Hạ Thiên báo thù cho mình, cô không trực tiếp tìm hắn thì thôi, sao lại tìm người đến hại tôi? Y Tiểu Âm không đồng tình với Đái Bội Na, dù nàng còn chưa hiểu rõ những gì đã xảy ra, nhưng nàng cũng ý thức được người phụ nữ Đái Bội Na kia đưa người đàn ông cao gầy đến đây, nếu không có Hạ Thiên ở đây thì nàng chỉ sợ rằng sẽ rơi vào tình huống ác mộng, vì vậy nàng không đồng tình, thậm chí là thầm hận Đái Bội Na là khác. Vợ Y Y, chị không hổ danh là vợ tôi, có thể thấy rõ cô ta đang nói dối. Hạ Thiên tán thưởng Y Tiểu Âm một câu, sau đó hắn nhìn về phía Đái Bội Na. Thật ra tôi muốn nói cho cô biết, dù cô nói những lời kia là thật thì tôi cũng không bỏ qua cho cô, tôi chưa bao giờ quan tâm nguyên nhân mà chỉ chú ý đến kết quả, cô đưa thằng ngu kia đến cướp vợ tôi sẽ xử lý cô. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn Y Tiểu Âm. Vợ Y Y, chị nói xem, nên xử lý cô này thế nào? Ném lên trời cho ngã xuống chết tươi, hay dìm vào hồ cho chết đuối? Nếu không thì cho một tát chết tươi cho nhanh gọn. Y Tiểu Âm còn chưa trả lời Hạ Thiên thì Đái Bội Na ở bên kia đã sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, cơ thể nhìn không được phải run lên. Hạ thần y, anh bỏ qua cho tôi, thật sự không liên quan đến tôi. Tôi bị người ta ép buộc, Tống thiếu gia ép tôi làm như vậy. Đái Bội Na cuối cùng cũng quyết định bán đứng Tống Vệ Dân, vì nàng không muốn chết oan, nàng cảm thấy mình rất vô tội. Nàng với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm là không ân không oán, nếu không phải vì Tống Vệ Dân muốn nàng làm như vậy, nàng dù là kẻ điên cũng không muốn đắc tội với hai người bọn họ. Tống thiếu gia nào? Y Tiểu Âm chợt mở miệng hỏi. Nhị thiếu gia Tống gia, Tống Vệ Dân. Đái Bội Na trả lời cực nhanh, không có chút chần chừ. Cái gì? Mị Nhi chợt lên tiếng, nàng rất kinh ngạc. Sao lại là người này? Tống Vệ Dân sao lại hại tôi? Y Tiểu Âm có chút không nghĩ ra. Tôi không biết, tôi thật sự không biết, trước đó tôi và anh ta căn bản không quen biết gì, tôi bị anh ta bắt đến cục công an. Đái Bội Na vội vàng nói. Nếu không muốn chết thì mau nói rõ chi tiết một lần. Mị Nhi lạnh lùng ra lệnh. Được, tốt, tôi nói. Đái Bội Na cũng không dám giấu, nàng lập tức nói rõ sự việc. Nhưng sau khi nghe xong thì Mị Nhi và Y Tiểu Âm càng thêm mơ hồ. Vì các nàng còn không thể Tống Vệ Dân vì sao muốn đối phó với Y Tiểu Âm. Vợ Mị Nhi, vợ Y Y, các chị đừng suy nghĩ nhiều, tên ngu ngốc Tống Vệ Dân kia có lẽ là hướng về phía tôi. Hạ Thiên đã đại khái hiểu ra. Lần trước tôi đến thủ đô và gặp hắn, khi đó hắn cũng giống như muốn gây phiền cho tôi, lúc này tám phần là mượn đao giết người, muốn cho tên Quan Kiếm Hùng kia đến giết tôi, à, hắn cũng biết tôi ở chỗ này. Vậy cậu định làm thế nào? Mị Nhi không nhịn được phải hỏi. Tất nhiên là xử lý hắn. Hạ Thiên không chút do dự. Nhưng hắn là anh của Tống Ngọc Mị. Mị Nhi không khỏi nhắc nhở Hạ Thiên. Dù là ai thì muốn hại vợ tôi chỉ có một kết cục là chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế cậu nói với Tống Ngọc Mị thế nào? Mị Nhi không khỏi nhíu mày. Tống Ngọc Mị biết cậu giết anh mình, như vậy sợ rằng quan hệ giữa hai người sẽ có vấn đề. Điều này tôi sẽ có biện pháp. Hạ Thiên đã tính trước, sau đó hắn quay đầu nhìn Đái Bội Na. Cô vừa nói Quan Kiếm Hùng kia còn có một sư đệ phải không? Đúng vậy, sư đệ kia hình như có họ Cát, nhưng khi tôi đi tìm Quan Kiếm Hùng thì không thấy người này, không biết hắn ta có ở đó không? Đái Bội Na vội vàng trả lời. Cô biết rõ chỗ kia không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Nói địa chỉ cho tôi biết. Đái Bội Na gật đầu, sau đó nói ra địa chỉ biệt thự. Vợ Mị Nhi. Chị đến xem, chỉ xem có người nào hay không mà thôi, ngàn vạn lần đừng ra tay,
Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, với năng lực hiện tại của Mị Nhi thì đi thăm dò sẽ không gặp nguy hiểm. Biết rồi. Mị Nhi lên tiếng rồi biến mất. Hạ thần y, tôi đã đi được chưa? Đái Bội Na cẩn thận hỏi. Hạ Thiên không nói gì mà vung tay lên, Đái Bội Na biến mất. Tình cảnh này làm cho Y Tiểu Âm chợt phát lạnh, không biết từ lúc nào mà nàng càng thêm sợ hãi tên khốn Hạ Thiên này. Vợ y đừng sợ, tôi sẽ không làm vậy với chị. Hạ Thiên đột nhiên cười hì hì với Y Tiểu Âm, giống như hắn có thể nhìn thấy tâm can của nàng. Y Tiểu Âm hít vào một hơi thật sâu, sau đó nàng cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, nàng mở miệng nói. Cậu tính đối phó với Tống Vệ Dân thế nào? Trực tiếp xử lý sao? Điều này sao? Vợ y, chị cũng đừng hỏi. Hạ Thiên cười hì hì. Không bao lâu nữa chị sẽ hiểu. Chương 1430, tôi muốn gặp cô một lần. Chuyện xử lý Tống Vệ Dân cũng không có gì là phiền toái, vì trước nay Hạ Thiên cũng không tính là quen thuộc Tống gia, đối với hắn thì không phải quan tâm đến Tống gia, chỉ là quan tâm đến hai người phụ nữ của Tống gia là Tống Ngọc Mị và Dạ Ngọc Mị. Thực tế Dạ Ngọc Mị căn bản không tính là người của Tống gia, còn Tống Ngọc Mị, tuy nàng thật sự là em họ của Tống Vệ Dân, nhưng Hạ Thiên biết quan hệ giữa hai bên là không quá tốt. Tất nhiên Hạ Thiên cũng hiểu dù Tống Ngọc Mị không có quan hệ tốt với Tống Vệ Dân thì hai bên vẫn là anh em, nếu hắn công khai xử lý Tống Vệ Dân thì sự việc sẽ càng thêm phiền toái. Nhưng phiền toái này sẽ không phải mang đến cho hắn, chính là phiền toái mang đến cho Tống Ngọc Mị, vì đến lúc này thì đám người khác trong Tống gia sẽ gây áp lực cho Tống Ngọc Mị, nói không chừng còn ép Tống Ngọc Mị báo thù cho Tống Vệ Dân, vì thế nàng sẽ rất phiền. Đứng ở góc độ của Hạ Thiên, nếu đám người của Tống gia muốn gây phiền cho Tống Ngọc Mị, hắn hoàn toàn có thể xử lý bọn họ. Dù sao thì đối với hắn chỉ cần Tống Ngọc Mị, nếu đám người Tống gia có chết hết thì sẽ không có quan hệ gì. Đáng tiếc là hắn cũng hiểu, đối phương dù sao cũng là người nhà của Tống Ngọc Mị, nàng cũng sẽ không cho phép hắn làm vậy. Em chân dài chắc chắn sẽ không quan tâm đến sống chết của người Tống gia. Hạ Thiên thầm nói một câu, hắn xem như hiểu rõ em chân dài chỉ quan tâm đến một người ở Tống gia là Tống Ngọc Mị. Nếu xét theo hướng này thì hắn và em chân dài có điểm tương đồng. Hạ Thiên nghĩ đến em chân dài thì trong lòng có chút lửa nóng, thật sự là hoài niệm bánh bao lớn của nàng. Đang lúc Hạ Thiên đang nghĩ về những dư vị của Dạ Ngọc Mị thì Mị Nhi đã quay về, hắn cũng phục hồi tinh thần lại, vì thế mà mở miệng hỏi thăm gia nhân. Vợ Mị Nhi, tìm được người chưa? Tìm được rồi, người phụ nữ bị cưỡng hiếp bên trong còn đang hôn mê, còn có một người đàn ông tu vi thấp hơn tôi. Có lẽ là sư đệ của Quan Kiếm Hùng, nếu không phải cậu không cho tôi ra tay, tôi đã xử lý hắn rồi. Mị Nhi có chút mất hứng, lập tức bắt đầu chất vấn. Vì sao không cho tôi ra tay? Cậu cảm thấy ta đánh không lại hắn sao? Vợ Mị Nhi, tôi biết rõ chị rất lợi hại, nhưng bây giờ người kia có tác dụng rất lớn với chúng ta. Hạ Thiên giải thích. Tác dụng gì? Mị Nhi khẽ nhíu mày. Cậu muốn từ trong miệng hắn mà biết được vị trí của những người khác sao? Nếu là như vậy thì tôi có thể đi bắt hắn. Điều này, vợ Mị Nhi, tôi sẽ tự mình đi giải quyết người kia, chỉ cứ ở đây bảo vệ vợ y là được. Hạ Thiên không đồng ý với cách làm của Mị Nhi, vì hắn thật sự có kế hoạch khác. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn Y Tiểu Âm. Đúng rồi, vợ y, Nam Cung Yến cũng biết chỗ này, vì vậy chỗ này của chị đã không an toàn, chị tốt xấu gì cũng nên đổi chỗ. À, chị cũng không cần lo lắng. Nam Cung Yến có lẽ tạm thời cũng không đến, chờ tôi làm xong việc sẽ lập tức đến bảo vệ chị. Hạ Thiên cũng không chờ hai nàng trả lời, hắn lại nói một câu. Vợ Mị Nhi, vợ y, tôi đi trước, các chị đừng đánh nhau nhé. Hạ Thiên nói ra những lời này thì đột nhiên biến mất trước mặt Mị Nhi và Y Tiểu Âm, mà hai nàng cũng thầm oán hắn, cái gì mà đừng đánh nhau. Đúng là rối loạn. Mị Nhi sẽ không đánh nhau với Y Tiểu Âm, vì nàng cảm thấy đối phương quá yếu. Y Tiểu Âm cũng không đánh nhau với Mị Nhi, vì nàng không phải kẻ ngu, không thích tự ngược. Quan trọng là hai người không có va chạm, sao phải đánh nhau? Đáng tiếc là các nàng không biết, Hạ Thiên thật ra chỉ thuận miệng nói một câu như vậy mà thôi, cũng không phải thực sự cho rằng các nàng sẽ đánh nhau. Nam Cung Yến đưa Quan Kiếm Hùng đang hôn mê bay đi trên không, nàng cần tìm một địa phương bí ẩn để thôn phệ nguyên anh của Quan Kiếm Hùng, mà lúc này nàng đang bay lên một ngọn núi cao. Nam Cung Yến thật sự không có cảm giác mất mặt vì vừa rồi mình lựa chọn phương thức không đánh mà lui, nàng cảm thấy mình rất sáng suốt, nàng cũng không cho rằng Cơ Thanh Ảnh ở chỗ này,
vì thế có mặt Cơ Thanh Ảnh và liên thủ với Hạ Thiên thì cơ hội thắng của nàng là rất nhỏ. Dưới tình huống đó Hạ Thiên nên chủ động tấn công mới đúng, mà Hạ Thiên không dám làm vậy, chứng tỏ không nắm chắc phần thắng. Nhưng Nam Cung Yến cũng biết ngoài Hạ Thiên thì vẫn còn một cao thủ ở nơi bí mật gần đó, tuy cao thủ đó không phải là Cơ Thanh Ảnh, nhưng cũng là một người rất mạnh, nếu tùy tiện ra tay thì hai bên sẽ lưỡng bại câu thương. Thực tế hai nguyên nhân trước đó cũng không thật sự làm cho Nam Cung Yến rút lui, nàng chính thức bỏ đi cũng là vì muốn thôn phệ nguyên anh của Quan Kiếm Hùng, nếu như vậy thì nguyên anh của nàng sẽ lập tức tăng vọt về chất. Ít nhất nàng có thể tiến lên nguyên anh hậu kỳ, như vậy cũng không sợ Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh liên thủ với nhau. Nam Cung Yến nếu đã có thể lập tức tăng thực lực của mình thì cần gì phải lưỡng bại câu thương với đối phương. Cơ Thanh Ảnh, đừng cho ta tìm được ngươi. Nam Cung Yến thầm oán hận, sau đó nàng rơi lên đỉnh núi, đây là ngọn núi thế dốc, hoang tàn vắng vẻ, rất thích hợp cho nàng luyện công. Nam Cung Yến cũng không muốn lãng phí thời gian, nàng khoanh chân ngồi xuống đất, thần thức tản ra. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm thì nàng bắt đầu hành động, hai tay liên tục vỗ lên người Quan Kiếm Hùng. Vài giây sau trên người Quan Kiếm Hùng chợt có một bóng người nhỏ bay ra, càng không biết chạy trốn, Nam Cung Yến chỉ cần vung tay là chộp lấy, sau đó dứt khoát nhét vào miệng. Cơ Thanh Ảnh, sau khi ta luyện hóa nguyên anh này thì ngày chết của ngươi là không xa nữa đâu. Nam Cung Yến cắn răng thầm nghĩ, sau đó bắt đầu thúc dục chân khí bắt đầu luyện hóa nguyên anh vào trong bụng. Một căn biệt thự ở thủ đô, trong một chiếc ô tô Rolls Royce, Tống Vệ Dân đang cau mày nhìn biệt thự này, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn tận mắt thấy Đái Bội Na biến mất trước cửa ra vào nhưng không thấy đi ra, vì vậy mà cho rằng nàng còn ở bên trong, nhưng bây giờ còn chưa đi ra, chẳng lẽ kế hoạch của mình đã thất bại. Tống Vệ Dân thật sự có xúc động muốn vào xem một chút, nhưng hắn thật sự không dám, vì hắn biết với tu vi của mình mà muốn đi vào thì chỉ là tìm chết. Vì vậy hắn tiếp tục ở bên ngoài chờ đợi, chờ Đái Bội Na đi ra, theo suy đoán của hắn thì khả năng lớn nhất chính là Đái Bội Na bị Quan Kiếm Hùng cường bạo. Tống Vệ Dân cũng không quan tâm đến kết cục của Đái Bội Na, hắn chỉ cần Đái Bội Na làm tốt chuyện này là được, tất nhiên tốt nhất chính là Hạ Thiên và Quan Kiếm Hùng cùng chết, ít nhất là hai bên cùng bị thương, như vậy hắn sẽ nhân cơ hội mà xử lý bọn họ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều về tương lai sau khi hai kẻ kia chết đi, hắn chỉ muốn một kết quả là Hạ Thiên phải chết, nếu tên này không chết thì hắn thật sự cảm thấy trong lòng như bị rắn cắn, cực kỳ khó chịu. Cửa xe bị kéo ra. Bên cạnh Tống Vệ Dân đã có thêm một người. Ngươi. Tống Vệ Dân vô thức xoay người, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi lớn, hắn thấy được Hạ Thiên. Chú mày còn chờ Đái Bội Na đi ra sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Tống Vệ Dân. Chú đúng là thằng ngu không như bình thường, chú không biết Đái Bội Na đã đi ra lâu rồi sao? Tống Vệ Dân thầm trầm xuống, hắn cũng không ngốc, lời nói của Hạ Thiên làm hắn ý thức được kế hoạch của mình hoàn toàn thất bại. Hạ Thiên, tôi không rõ cậu muốn nói gì. Tống Vệ Dân định giả ngu. Đái Bội Na đã không còn, Quan Kiếm Hùng cũng đã xong đời. Tống Vệ Dân, bây giờ chú nghĩ rằng anh còn không biết gì sao? Hạ Thiên lắc đầu, hắn dùng ánh mắt ngu si nhìn Tống Vệ Dân. Làm sai phải trả giá, dù chú muốn hại anh hay vợ anh, kết quả chỉ có một, chú chết chắc rồi. Mày muốn giết tao? Vẻ mặt Tống Vệ Dân chợt biến đổi. Đừng quên Tống Ngọc Mị là em tao. Thì tính sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tống Vệ Dân. Hạ Thiên, tao thật sự đánh giá thấp mày. Tống Vệ Dân chỉ trong nháy mắt đã hiểu, kế hoạch của mình đã không còn gì, bây giờ làm gì trước mặt Hạ Thiên cũng là phí công. Không phải chú đánh giá thấp anh, chú không nhìn thấy sự hùng mạnh của anh. Hạ Thiên cảm khái. Sự hùng mạnh của anh là thứ chú không hiểu được. Nếu là Dạ Ngọc Mị và Cơ Thanh Ảnh nghe được những lời này thì sẽ đánh cho Hạ Thiên một trận, rõ ràng hắn là kẻ tự kỷ nhất thiên hạ. Muốn làm gì thì mau ra tay đi. Tống Vệ Dân cũng trấn định trở lại, giọng điệu trở nên rất bình thản. Hạ Thiên, ngươi đừng quá đắc ý, nếu trên thế giới này còn có một tiên nhân như Quan Kiếm Hùng, sẽ đến ngày nào đó sẽ có kẻ khác giết chết ngươi. Không có ngày như vậy. Hạ Thiên nhìn Tống Vệ Dân. Anh chỉ có chút kỳ quái, sao chú lại muốn giết anh? Mày không được khinh nhờn tiểu thư. Tống Vệ Dân chợt giống lên với Hạ Thiên. Mày không xứng với cô ấy. Tiểu thư sao? Hạ Thiên chợt sững sờ, sau đó lại có phản ứng. À, chú em nói đến em chân dài sao? Thì ra chú em ngu ngốc thích em chân dài. Lúc này Hạ Thiên xem như bừng tỉnh, thì ra lại là một tên ngốc muốn cướp vợ mình.
em chân dài, chị đúng là một kẻ gây họa. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn lấy ra một cây ngân châm đâm về phía Tống Vệ Dân. Động tác của Hạ Thiên không tính là nhanh, Tống Vệ Dân cũng thấy rõ, nhưng Tống Vệ Dân cũng không trốn, trong đầu thầm nghĩ mình chết chắc rồi. Tống Vệ Dân nhắm mắt lại, một giọt nước mắt không khỏi chảy ra, trong đầu không tự giác được mà lóe lên hình bóng tuyệt diễm kia. Tiểu thư, ta muốn gặp lại cô một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1430.